Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 138. 3. Đột nhiên, kiếm trong tay Dương Diệp tát lên mặt Cổ Hợp, thanh âm của Cổ Hợp lập tức im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ta cảm thấy, sự tình không thể cứ tính như vậy. Vừa nói, kiếm hắn vỗ nhẹ nhẹ đôi má đã biến hình của Cổ Hợp, lại nói. Hôm nay, tâm tình ta cũng tạm được, như vậy đi, nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Nhân loại, ngay lúc này, Cổ Nghiệt đột nhiên nói. Ta nói lại một lần, thả hắn, lập tức. Cổ Hợp nhìn Dương Diệp, có chút điên cuồng nói. Xin lỗi, để cho ta xin lỗi một nhân loại đê tiện, ngươi nằm mộng đi. Nụ cười trên mặt Dương Diệp dần dần biến mất. Hiện tại tâm tình của lão tử không tốt lắm đâu. Giết ta. Cổ Hợp phẫn nộ cười nói. Đến đi, ngươi dám không, ngươi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên, thanh âm của Cổ Hợp im bặt mà dừng. Xuy. Một cái đầu bay ra ngoài, trên đầu, một đôi mắt trợn lên, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin được. Giết thật. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này thật sự dám giết hắn. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Cổ Hợp. Mà đám người Lê Giang cũng ngẩn ra, kể cả Âm Hậu, đều không ngờ tới Dương Diệp sẽ giết thật. Giết! Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Các ngươi cũng nghe được, là hắn bảo ta giết, ai, ta giết người nhiều năm như vậy, loại sự tình cầu người giết mình này, vẫn là lần thứ nhất gặp. Lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên nghiền ép về phía Dương Diệp. Cổ Nghiệt xuất thủ. Bất quá Âm Hậu cũng không có ở không, tay phải vung lên, một cỗ khí tức âm hàn cuồn cuộn quét ra, cổ khí tức âm hàn này trực tiếp đánh tan khí tức của Cổ Nghiệt. Lúc này, Cổ Nghiệt nhìn về phía Âm Hậu. Ngươi muốn bảo vệ hắn. Âm Hậu đang muốn nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người hắn. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Nghiệt, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thế nào, thua không nổi. Thua không nổi. Thần sắc của Cổ Nghiệt có chút khó coi. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nguyên lai thiên tộc chính là như vậy, nhỏ tìm người luận bàn, tài nghệ không bằng người, bị người giết, sau đó giả nhảy ra báo thù. Chậc chậc, mất mặt a, thực con mẹ nó mất mặt. Cổ Nghiệt âm trầm nói. Các ngươi chẳng qua là luận bàn, nếu là luận bàn trao đổi, vì sao ngươi lại hạ sát thủ? Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt. Luận bàn thì không thể giết người sao? Ngươi rất có thể giết. Cổ Nghiệt lạnh giọng nói. Dương Diệp không sợ hãi chút nào, cùng mắt đối mắt. Giết người giết đến mềm tay qua. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Hai tay Cổ Nghiệt nắm thật chặt, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Ta biết, lấy thân phận của tiền bối, nhất định là không tiện ra tay với ta. Nhưng tiền bối khẳng định không muốn buông tha báo thù, như vậy đi. Để cho thế hệ trẻ của Vô Biên Hải ra, chúng ta một chọi một, đến chết mới thôi, như thế nào? Một chọi một. Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói cái gì. Cổ Nghiệt gắt gao nhìn Dương Diệp, ở bên cạnh hắn, Cổ Bang kia đang muốn đi ra, nhưng Cổ Nghiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, Cổ Bang do dự một chút, sau đó lại lui về. Lúc này Cổ Nghiệt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là nhân loại. Dương Diệp nói. Như thế nào? Cổ Nghiệt cười cười. Không có gì, ngươi mới vừa nói, dùng thân phận của ta không tiện ra tay với ngươi, xác thực, loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ này, ta sao có thể làm được? Bất quá, bổn vương đối với ngươi mới quen đã thân, muốn chỉ điểm ngươi một chút, này có thể chứ? Nghe vậy, thần sắc của Âm Hậu âm trầm xuống, Cổ Nghiệt này là thay đổi biện pháp lấy lớn hiếp nhỏ a. Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt, hai hơi sau hắn nói. Không biết các hạ có mấy nhi tử? Hai cái. Cổ Nghiệt cười nói. Như thế nào? Kiếm của Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Cổ Bang nơi xa. Ở từ khi tiền bối chỉ điểm ta, vãn bối muốn trước chỉ điểm nhi tử của các hạ một chút. Ân, thiện ý nhắc nhở, rất nhiều người đã từng được ta chỉ điểm qua, bất quá bây giờ, thân thể của bọn hắn đều hóa thành bùn đất. Để cho Cổ Nghiệt này chỉ điểm. Đầu Dương Diệp cũng không hư mất, Cổ Nghiệt này nói rõ là muốn tuyệt sát hắn, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào chống lại đối phương. Bởi vậy, Dương Diệp liền trực tiếp tìm Cổ Bang sâu lâu.
Người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng lấy lớn hiếp nhỏ. Không đúng, hắn đối chiến cổ bang, chưa tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Cổ Nhiệt lập tức âm trầm xuống. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại nói. Chỉ cần tiền bối nguyện ý để cho ta chỉ điểm lệnh công tử, ta liền nguyện ý để cho tiền bối chỉ điểm. Nếu như tiền bối không muốn, vậy coi như ta chưa nói. Cổ Nhiệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu, nếu như ta không đoán sai, lần này ngươi tới thiên tộc, là vì tìm thiên tộc ta mua sắm tinh vân chiến hạm, bất quá, theo ta được biết, lúc này đây, trong thiên tộc ta, the nhổ âm phản đối rất nhiều. Trong đó có ngươi a. Âm Hậu lạnh nhạt nói. Cổ Nhiệt cười cười. Ta không quanh co lòng vòng, Âm Hậu, người giao người này si câu ta, lúc này đây, ta sẽ đứng ở bên vu tộc ngươi, cùng ngươi thuyết phục thiên quân, để cho thiên quân tiếp tục cùng vu tộc ký kết hiệp nghị mua bán chiến hạm, như thế nào? Âm Hậu nhíu mày. Các hạ cần gì chấp nhận một vãn bối? Dáng tươi cười của Cổ Nhiệt đột nhiên có chút lạnh. Đây chính là con của ta, mặc dù có chút không nên thân, nhưng dù sao cũng là con của ta, không phải sao? Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta cự tuyệt, nếu như các hạ không có chuyện gì, vậy bọn ta liền cáo từ. Nói xong, tay phải nàng vung lên, cùng đám người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Phụ vương, thả bọn họ đi như vậy. Bên cạnh Cổ Nhiệt, Cổ Bang trầm giọng nói. Cổ Nhiệt lạnh lùng nhìn đám người Âm Hậu biến mất, không nói một lời. Phía chân trời xa xôi, trên đám mây. Xúc động rồi. Bê cạnh Dương Diệp, Âm Hậu đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Biết ngươi còn giết hắn. Âm Hậu nói. Dương Diệp nói. Chẳng lẽ Âm Hậu không muốn giết hắn sao? Muốn. Âm Hậu nói. Nhưng ta không thể. Dương Diệp nói. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản. Không giết hắn. Trong nội tâm của ta khó chịu. Cho nên liền giết. Vốn hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa. Không muốn tìm phiền phức cho Âm Hậu. Nhưng hắn thật không quen nhìn Cổ Hợp kiêu ngạo. Âm Hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp hồi lâu, nàng khẽ lắc đầu. Còn trẻ, nhiệt huyết, lông bông, phong lưu, đều có thể. Nhưng nhất quyết không thể xúc động, bởi vì xúc động, là phải trả giá thật lớn. Dương Diệp không có phản bác, chỉ gật đầu một cái. Ta nhớ kỹ. Lúc này Âm Hậu lại nói. Bất quá lúc này đây ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, lần này mặt mũi vu tộc ta ném hết rồi. Bởi vì ở trong âm thầm, bọn hắn có người dùng quang ảnh thạch ghi chép. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lê Giang. Ngươi cũng biết, lúc trước nếu như ngươi thật nói ngươi cùng Cổ Hợp đánh cuộc, đây không chỉ ném mặt mũi vu tộc ta, mà nhiệm vụ lần này cũng không cần làm nữa. Lê Giang chảy mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này Âm Hậu lại nói. Bất quá còn tốt, ít nhất ở lúc đối phương vũ nhục khiêu khích. Người dám đứng ra, không có mất đi tâm huyết. Thực lực không đủ, có thể cố gắng tu luyện, nhưng nếu không có tâm huyết, vậy người này cho dù có thực lực cường đại, cũng là một phế vật. Lê Giang nhẹ gật đầu. Thụ giáo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, do dự một chút, sau đó nói. Lúc trước, đa tạ. Nếu như không phải Dương Diệp, vậy hắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Tiền bối, Cổ Nhiệt kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nha. Âm Hậu nói. Ta biết, bất quá cũng không cần để ý, ở trong thiên tộc này, chính thức chủ sự không phải Cổ Nhiệt hắn, mà là thiên quân. Thiên quân. Hẳn chính là cha của tiểu thất rồi. Một đoàn người tốc độ nhanh hơn, sau 3 canh giờ, mọi người thấy một tòa thành. Tòa thành kia toàn thân màu trắng, đứng sừng sững ở trong đám mây, mây trắng phiêu đãng. Ở trên thỉnh thoảng có tiên hạc to lớn bay lượn. Tiên cảnh. Mọi người chưa từng gặp qua tiên cảnh, nhưng ở mọi người xem ra, cái gọi là tiên cảnh không ngoài như thế. Xung động không? Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói. Đám người Dương Diệp nhẹ gật đầu. Âm Hậu nói. Vân Tiêu Thành, cái này là Vân Tiêu Thành của thiên tộc, tòa thành này, do chất liệu đặc thù chế tạo, không chỉ như thế, tòa thành này còn có một trận pháp vô cùng kinh khủng. Trận pháp này là do 5 vị thánh nhân liên thủ bố trí, có thể nói, ở trước mặt tòa thành này, dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến. Cho dù là thánh nhân, cũng không có khả năng dùng sức một mình hủy diệt tòa thành này. Dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến.
Ngay lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, chỉ nháy mắt, bạch quang tản đi, một trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt trung niên trực tiếp rơi vào trên người Âm Hậu. Các hạ chính là Âm Hậu. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đúng vậy. Trung niên nói. Lúc này Thiên Quân đang tiếp đãi khách nhân, bởi vậy lệnh ta trước mang chư vị đến Vân khách cư, xin mời chư vị đi theo ta. Làm phiền. Âm Hậu nói. Trung niên khẽ gật đầu, sau đó xoay người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở xa xa, trên đường đi, Dương Diệp tò mò quan sát bốn phía. Tiên cảnh. Nơi đây thật là tiên cảnh, linh khí nơi này không chỉ cực kỳ đầy đủ, còn vô cùng tinh khiết, có thể nói, linh khí nơi này, là linh khí tinh thuần nhất trừ Hồng Mông tử khí hắn đã gặp. Trừ cái đó ra, một số người trong thành cùng nhân tộc chân chính xác thực không quá giống nhau. Linh tính. Người nơi này, vô cùng có linh tính, đặt ở nhân tộc, khẳng định đều là thiên tài trong thiên tài. Đây là đặc thù của một chủng tộc. Rất nhanh. Mọi người đi tới Vân khách cư. Sau khi trung niên rời đi, Âm Hậu nhìn về phía Dương Diệp. Người biết bằng hữu người ở nơi nào không? Dương Diệp lắc đầu. Biết đối phương tên gì không? Âm Hậu lại nói. Tiểu Thất. Dương Diệp nói. Này có thể là nhũ danh của nàng. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Đợi tí nữa ta sẽ để người hỏi thăm một chút, nếu như người muốn tự mình đi tìm cũng được. Bất quá không cho phép nháo sự. Ở địa phương này, không thể sằng bậy, đặc biệt ngươi còn là nhân loại, minh bạch chưa? Thiên tộc rất kỳ thị nhân loại. Dương Diệp hỏi. Âm Hậu khẽ lắc đầu. Ngược lại cũng không phải, chỉ có thể nói, nhân loại ở đây, rất không được ưa thích. Kỳ thật, không chỉ nhân loại, ở trong mắt thiên tộc, ngoại trừ số ít một hai tộc, còn lại ở đây đều không được bọn họ hoan nghênh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tiền bối yên tâm, dưới tình huống bình thường. Ta sẽ không sằng bậy. Âm Hậu khẽ gật đầu. Các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày sau, nơi này có một hoạt động, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi xem, sau đó chúng ta liền rời thiên tộc. Nói xong, Âm Hậu quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng, Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, giờ phút này hắn mới phát hiện, những gian phòng này, vậy mà đều dùng ngọc thạch chế tạo. Những ngọc thạch này tản ra nhiệt khí nhàn nhạt. Làm cho người ta vô cùng thoải mái. Nhà Tiểu Thất rất hào phóng a. Dương Diệp lắc đầu, sau đó muốn tu luyện, nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn. Tiểu Bạch chỉ ngoài cửa. Ý kia là, đi chơi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ở trong Hồng Mông Tháp, đám người Bảo Nhi cùng Trĩ Nhi thường xuyên tu luyện, thời gian cùng Tiểu Bạch chơi đùa có chút ít, mà Tiểu Bạch ở trong Hồng Mông Tháp. Một khi nhàm chán, cái kia là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, này là đối với Lục Đinh Thần Hỏa cùng Hậu Khanh mà thôi. Bởi vì khi nàng nhàm chán, thì sẽ sằng bậy. Hậu Khanh đã từng nghĩ tới một biện pháp, chính là để cho Tiểu Bạch cũng tu luyện, như vậy mọi người có thể yên tĩnh một chút. Nhưng hắn thất bại, Tiểu Gia Hỏa này cơ bản không tu luyện, cho dù tu luyện cũng sẽ không vượt qua ba hơi. Dương Diệp rời phòng, ôm Tiểu Bạch đến trên phố. Đường đi rất rộng lớn, hai bên là từng kiến trúc màu ngọc bạch, cao có thấp có, lại không tỏ ra mất trật tự. Trên đường phố, người cũng không ít, ở thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần không phải nguyên nhân thân thể, căn bản là mỗi người tập võ. Bởi vậy chung quanh căn bản không có người bình thường. Tiểu Bạch tò mò quan sát bốn phía, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, sau đó Tiểu Trảo chỉ một cái. Dương Diệp theo Tiểu Trảo của Tiểu Bạch nhìn lại, chỗ đó là một cửa hàng, Tiên Binh Các. Tiên Binh Các. Dương Diệp quan sát một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Nơi đó có thứ tốt. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta đi nhìn xem, nhưng không thể đoạt, không thể sằng bậy, hiểu không? Con người Tiểu Bạch nhấp nha nhấp nháy, giống như nghe không hiểu. Dương Diệp nghiêm sắc mặt, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ta biết. Dương Diệp mỉm cười, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới trước Tiên Binh Các. Mới vừa vào Tiên Binh Các, một nữ tử ăn mặc váy xanh lập tức chạy ra đón chào. Hoan nghênh, các hạ cần gì không? Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, bốn phía không sai biệt lắm có vài chục cột sáng màu trắng, bên trong cột sáng mơ hồ có thể thấy được các loại huyền bảo. Lúc này Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp đột nhiên chỉ lên trên. Đi lên! Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Phía trên còn có, đúng không?
Nàng kia nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng thế, bất quá muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải nộp trước 10 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp còn không nói chuyện, hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên vung lên, rất nhanh, 10 viên tiên tinh thạch đã rơi vào trước mặt nữ tử. Dương Diệp. Nữ tử nhìn Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Thật sự là khả ái đây, đến, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo nữ tử váy xanh tới tầng thứ hai. Vừa tới tầng thứ hai, Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên vòng xoáy như trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Vòng xoáy nhỏ xoay tròn, chỉ có hai loại khả năng, một là gặp nguy hiểm, hai là có bảo bối tốt. Mà bây giờ, hiển nhiên là loại thứ hai, bởi vì hắn không có cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp có chút tò mò. Nơi đây thậm chí có đồ vật có thể làm cho Hồng Mông Tháp động tâm. Phải biết, ánh mắt của Hồng Mông Tháp còn cao hơn Tiểu Bạch, đồ vật bình thường, nó căn bản không để vào mắt. Cuối cùng là vật gì? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn về phía hắn, sau đó Tiểu Trảo chỉ. Đi lên! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh, nàng kia do dự một chút, sau đó nói, khách quý, tầng thứ ba gửi bảo vật, đều là bảo vật trên đế giai, chúng ta chỉ mở cho hội viên tử tạp thẻ tím. Hội viên tử tạp, Dư Hồ Di Diệp nói, đó là vật gì? Nữ tử váy xanh nói, chính là chỉ người có thân phận nhất định, hoặc ở tiên binh các chúng ta tiêu sky đạt tới trên nghìn tiên tinh thạch. Trên nghìn tiên tinh thạch, Dương Diệp nheo mắt, hắn hiện tại mới hơn 100 viên tiên tinh thạch khơ, mà muốn trở thành hội viên tử tạp, cần trên nghìn tiên tinh thạch. Hơn 1.000. Lúc này, Tiểu Trảo Tiểu Bạch mở ra, một viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng, sau đó móng vuốt nàng đưa tới trước mặt nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Một cái không đủ, cần 1.000. 1.000. Tiểu Bạch nghiêm túc đếm, rất nhanh, hai mắt nàng trợn lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh, Tiểu Trảo vung múa. Nữ tử váy xanh nhìn về phía Dương Diệp. Nàng là đang nói cái gì sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng nói cái gì? Nữ tử váy xanh lại hỏi. Dương Diệp sờ mũi mình, sau đó nói. Nàng nói ngươi là ăn cướp sao? Nữ tử váy xanh. Lúc này, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai Tiểu Trảo mở ra, ý kia là nói, chúng ta không có nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể đi thôi. Tiểu Bạch chỉ ở trên, Tiểu Trảo cua múa. Phía trên có bảo bối rất tốt. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp nói. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo chúng ta không có nhiều tiền như vậy? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng vụng trộm liếc nữ tử váy xanh, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp, Tiểu Trảo nhẹ nhàng nắm lại. Đoạt đi. Cái này là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp có chút đau đầu, Tiểu Bạch này, càng ngày càng thổ phỉ. Hắn vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Không thể như vậy, biết không? Lúc này Tiểu Trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng rời đi. Đây ý là, trộm cũng được. Dương Diệp. Hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm thật chặt, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, đợi Dương Diệp quyết định. Dương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, sau đó nói. Bảo bối kia, chúng ta từ bỏ, có hiểu hay không? Tiểu Bạch còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, sau đó xoay người rời đi. Vội vàng ôm Tiểu Bạch đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì hắn biết, Tiểu Gia Hỏa này có thủ đoạn thông đồng bảo vật, vạn nhất nàng thông đồng đối phương đi ra, sau đó đưa vào Hồng Mông Tháp, khi đó sự tình liền lớn. Bởi vì một khi tiến vào Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lại coi trọng mà nói, vậy thì đừng nghĩ lấy ra. Nhưng bất kể là Tiểu Bạch hay Hồng Mông Tháp, cũng sẽ không cõng nồi. Cái nồi này, nhất định là hắn tới cõng. Chạy mau! Ngay thời điểm Dương Diệp cùng Tiểu Bạch muốn ly khai tiên binh các, đột nhiên cửa ra vào xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Ba người này vừa từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn ngăn trở Dương Diệp. Là ngươi! Nam tử bên trái đột nhiên nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, lập tức ngẩn người, bởi vì nam tử này không phải người khác, dĩ nhiên là Vô Biên Hải Cổ Bang. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dương Diệp nhún vai,
Ôm Tiểu Bạch muốn rời khỏi, nhưng lúc này Cổ Bang đột nhiên chắn ở trước mặt hắn, cười nói. Vị huynh đài này, như thế nào vừa gặp mặt đã muốn đi? Chúng ta! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của hắn. Huynh đài, chúng ta rất quen thuộc. Biểu lộ của Cổ Bang cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Các hạ, tuy giữa chúng ta phát sinh qua một ít mâu thuẫn, nhưng cái kia đã là chuyện quá khứ, trong lòng ta đã buông, chẳng lẽ trong nội tâm các hạ còn. Ta không muốn cùng ngươi chít chít méo mó. Dương Diệp nhìn thẳng Cổ Bang. Tránh ra. Cổ Bang sầm mặt lại, lúc này nam tử bên phải đột nhiên nói. Cổ Bang huynh, người này là ai? Cổ Bang nói. Hắn là nhân loại. Nhân loại. Nghe được hai chữ này, nam tử bên cạnh Cổ Bang nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân loại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử kia, nam tử ước chừng 25-26 tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Dương Diệp nói, thế nào, ta ở chỗ này phạm pháp? Hai mắt nam tử híp lại. Ngươi rất kiêu ngạo. Dương Diệp bước ra một bước, đi tới trước mặt nam tử kia, sau đó nhìn nam tử. Có phải muốn đánh nhau hay không? Đánh nhau, nam tử kia có chút ngẩn người, rõ ràng, hắn thật không ngờ người trước mắt này sẽ nói như vậy, hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Thoáng qua, khó ổ miệng nam tử nổi lên cười lạnh. Muốn, tiểu điếm chịu không được sự hành hạ của chư vị. Lúc này nữ tử váy xanh đột nhiên CD tới, cười nói. Nếu chư vị muốn luận bàn, kính xin đi luận võ đài, hoặc sinh tử đài. Đương nhiên. Lúc này nam tử kia cứ cười nói. Phạm Nghiêu ta cũng không dám ở trong tiệm của Thanh Nhi cô nương nháo sự, Chu Nhi cô nương, nhìn thấy Thanh Nhi cô nương, thay ta hỏi thăm nàng. Chu Nhi mỉm cười, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Phạm Nghiêu cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, sinh tử đài, có dám không? Dương Diệp đang muốn nói, Chu Nhi kia đột nhiên nói. Vị công tử này, sinh tử đài danh như ý nghĩa, chính là quyết sinh tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua Chu Nhi, cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Nghiêu. Đi thôi, sinh tử đài. Mà chờ một lát, ở trước đó, ta muốn làm một chuyện. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Cổ Bang đại biến. Thân hình hắn run lên, vội vàng lùi lại, lập tức lùi ra ngoài cửa hơn 10 trượng, nhưng bất ngờ không đề phòng, một nắm đấm vẫn đánh vào ngực của hắn. Bành! Phốc! Một ngụm tinh huyết từ trong miệng Cổ Bang phun ra, nhưng còn chưa kết thúc, quả đấm của Dương Diệp đánh vào phần bụng Cổ Bang đột nhiên hóa chảo, sau đó thuận thế chảo một cái, trực tiếp giữ cổ họng của Cổ Bang. Thân thể Cổ Bang lập tức cương cứng. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, đều không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể sẽ đột nhiên động thủ, kể cả Cổ Bang, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Diệp dám ở trong tiệm động thủ, cái tiệm kia, coi như là Phạm Nghiêu cũng không dám ở bên trong động thủ a. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên chế trụ cổ họng của Cổ Bang đập xuống đất. Bành! Mặt đất rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp một cước giẫm trên má Cổ Bang, để cho mặt đối phương dính sát mặt đất. Chân phải Dương Diệp chậm rãi dùng sức. Chọc ta. Nói xong, chân phải Dương Diệp đá mạnh bụng của Cổ Bang. Bành. Thân thể Cổ Bang bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đụng vách tường xa xa. Thân thể Cổ Bang giống như con tôm, ở trên mặt đất không ngừng co quắp. Vừa rồi một cước kia của Dương Diệp, trực tiếp đá gãy kinh mạch toàn thân hắn. Dương Diệp phủi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Phạm Nghiêu. Không phải muốn sinh tử đài sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Dẫn đường. Phạm Nghiêu gắt gao nhìn Dương Diệp. Nhân loại, quả nhiên là sinh vật đê tiện, rõ ràng dùng thủ đoạn đánh lén, ngươi không đánh lén, có thể. Lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra. Đến, ta để cho ngươi đánh lén, đến, đánh lén ta. Thần sắc của Phạm Nghiêu lập tức khó coi, đang muốn nói gì, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Không có thời gian cùng ngươi ở đây chít chít méo mó, đi sinh tử đài đi. Có thể động thủ, chúng ta cũng đừng nói nhiều. Phạm Nghiêu gằn giọng nói. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng biến mất ở cuối đường phố.
chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người cũng biến mất theo không thấy. Trong Tiên Binh Các, trước mặt Chu Nhi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử khẽ lắc đầu. Phạm Nghiêu này, tự tìm cái chết. Trong mắt Chu Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu thư, Phạm Nghiêu là minh cảnh nhị đoạn, mà nam tử kia, tựa hồ còn chưa tới minh cảnh. Nữ tử nói, nhiều khi, cảnh giới không phải tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc thực lực. Đi tra lai lịch của người này một chút. Vâng. Chu Nhi quay người rời đi. Chu Nhi đi rồi, nữ tử đi tới tầng thứ ba. Nữ tử đi tới trước một cột sáng, trong cột sáng là một quả cầu lửa màu đỏ. Nữ tử nhìn quang cầu hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không mời mà tới, đến tột cùng là vì sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, đoàn quang cầu kia đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, cột sáng ẩm ẩm vỡ vụn. Mà giờ khắc này, những cột sáng ở bốn phía nữ tử đột nhiên rung động kịch liệt. Sợ hãi. Chung quanh toàn bộ thần vật vượt qua đế giai đều đang sợ hãi. Mà đúng lúc này, quang cầu trước mặt nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau khi quang cầu biến mất, những cột sáng chung quanh dần dần bình tĩnh lại. Mà lông mày nữ tử thì chăm chú nhíu lại, trong mắt nàng tràn đầy ngưng trọng. Tà vật, tà linh cường đại, dùng phệ chủ mà cường háo bản thân. Không nghĩ tới thế gian này thật sự có. Nói xong, nữ tử muốn đuổi theo, nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Vật ấy giữ lại, là một tai họa, để nó đi đi. Nó muốn làm gì? Nữ tử lại hỏi. Trầm mặc một lát, thanh âm kia vang lên lần nữa. Chọn chủ. Bởi vì ở trong Vân Tiêu Thành, là không cho phép tùy tiện quyết đấu, nhưng địa phương có người khó tránh khỏi có phân tranh. Cho nên trong Vân Tiêu Thành cài đặt rất nhiều luận võ đài cùng sinh tử đài. Sinh tử đài. Cái gọi là sinh tử đài, tên như ý nghĩa, chính là nơi quyết sinh tử. Dưới tình huống bình thường, hai người đi lên, cuối cùng chỉ có một người đi xuống. Dương Diệp cùng Phạm Nghiêu vừa bước lên sinh tử đài, bốn phía liền tụ tập rất nhiều người, hơn nữa người còn càng ngày càng nhiều. Bất kể là tộc nào, đều có tâm lý xem trò vui. Trên sinh tử đài, một lão giả hoa bào đột nhiên trống rỗng xuất hiện, lão giả quan sát hai người, sau đó nói. Sinh tử đài, quyết sinh tử, chớ bởi vì nhất thời xúc động, mà hủy hoại tiền đồ của mình, Phạm Nghiêu nhìn lão giả có chút thi lễ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá người này ta ắt phải giết. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp nhún vai. Mười hơi sau, hắn sẽ hối hận lời bây giờ. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là nhân loại. Dương Diệp không có giấu giếm. Vâng, nhân loại. Dưới đài xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Nhưng ánh mắt này, có tò mò, có hài hước, có châm chọc. Không thể giết người. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của lão giả. Huyền khí truyền âm. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Vậy hắn muốn giết ta, làm sao bây giờ? Ta nói, không được giết người. Lão giả nhìn Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp khó chịu. Dương Diệp nhìn lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trên sinh tử đài. Sau khi lão giả biến mất, một màn sáng to lớn xuất hiện ở bốn phía. Xa xa, tay phải của Phạm Nghiêu khẽ vẫy, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nháy mắt, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Nhân loại, ta, bành. Ngay lúc này, cả sinh tử đài run lên kịch liệt, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp xuất thủ. Dương Diệp hắn thật sự là không có hứng thú cùng đối phương tán gẫu. Sinh tử đài không nhỏ, dài rộng khoảng chừng 500 trượng, mà lúc trước, Dương Diệp cùng Phạm Nghiêu cách nhau khoảng chừng 100 trượng. Dương Diệp xuất thủ. Dương Diệp hắn thật sự là không có hứng thú cùng đối phương tán gẫu. Sinh tử đài không nhỏ, dài rộng khoảng chừng 500 trượng, mà lúc trước, Dương Diệp cùng Phạm Nghiêu cách nhau khoảng chừng 100 trượng. Giờ phút này, khoảng cách 100 trượng, Dương Diệp trong nháy mắt liền đến. Lực lượng thân thể. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, lực lượng thân thể cường đại trực tiếp làm không gian rách nát. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Phạm Nghiêu ngưng trọng lên. Sau một khắc, trường thương mang theo một tia chớp đâm ra. Bành! Thương và nắm đấm chạm nhau,
Sinh tử đài ở dưới chân Dương Diệp và Phạm Nghiêu run lên kịch liệt, nhưng lúc này, thương trong tay Phạm Nghiêu rụt về, ngay sau đó tay phải cầm trường thương mãnh liệt quét ngang. Rầm rầm rầm, thương ra, tiếng sấm rền rĩ. Ngay thời điểm Phạm Nghiêu cho rằng Dương Diệp sẽ đón đỡ hoặc trốn tránh, nhưng Dương Diệp đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mặc cho trường thương quét trúng eo của hắn. Còn quả đấm của Dương Diệp thì trực tiếp đánh vào mặt của Phạm Nghiêu. Thình thịch, bộ mặt của Phạm Nghiêu nhăn nhó, sau đó cả người bay ra ngoài, qua trong giây lát nện ở trên quầng sáng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Mà Dương Diệp tuy cũng bị Phạm Nghiêu đánh lui trăm trượng, nhưng trừ quần áo hơi rách, eo hắn không có như Phạm Nghiêu nghĩ, bị thương chém ngang lưng. Hí! Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm hít vào khí lạnh. Thân thể mạnh mẽ, thân thể Dương Diệp mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Xa xa, sau khi Phạm Nghiêu rơi trên mặt đất, liền muốn ngồi dậy, nhưng lúc này một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Trong lòng Phạm Nghiêu kinh hãi, vội vàng đứng lên đâm về phía Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không có trốn tránh, mặc cho lưỡi lê đâm lên ngực hắn, thời điểm thương của Phạm Nghiêu đâm lên ngực Dương Diệp, Phạm Nghiêu cảm giác mình đâm vào một tấm thiết thật dày. Bất quá hắn vẫn chấn Dương Diệp lùi lại, nhưng tay của Dương Diệp cũng cầm lấy thương của hắn. Trong lòng Phạm Nghiêu hoảng hốt, muốn thả tay, bởi vì hắn biết lực lượng của hắn không bằng Dương Diệp, căn bản đoạt không lại đối phương, nhưng khi hắn buông tay, Dương Diệp cũng buông tay theo, chỉ nháy mắt, Dương Diệp nghiêng người nhảy tới, một quyền đánh vào bụng của Phạm Nghiêu. Bành! Trong miệng Phạm Nghiêu phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cả người bay ra ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp không có cho Phạm Nghiêu bất cứ cơ hội nào, thời điểm Phạm Nghiêu vừa rơi xuống đất, một bàn chân trực tiếp dẫm ở bụng trên Phạm Nghiêu. Phốc! Một cước này làm cho trong miệng Phạm Nghiêu lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Thất bại! Phạm Nghiêu thất bại! Dương Diệp cúi người nhìn Phạm Nghiêu, nhưng lúc này, phía dưới đột nhiên có người kêu lên. Nhân loại đê tiện, thả hắn! Thả hắn! Người cái nhân loại đáng chết này, thả hắn! Đây là thiên tộc, không phải địa phương ngươi Dương Oai. Dưới đài, vô số thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được những lời kia, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn quay người nhìn lướt qua những người phía dưới, sau đó giận dữ hét. Thua không nổi phải không? Tiếng như sấm vang, không gian trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới. Thế nào, thiên tộc chính là như vậy, là mặt hàng không thua nổi. Nói lời này, là phải trả giá thật lớn. Ngay lúc này, lão giả lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhân loại, ngươi là miệt thị thiên tộc của ta, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nhẹ. Coi rẻ thiên tộc, không dám, chẳng qua là, nói thực ra, rất thất vọng, công bình quyết đấu, thiên tộc ngươi lại chơi trò này, chậc chậc, nói thật, ta không biết các ngươi cao ngạo đến từ nơi nào, thực lực. Nếu như là thực lực, vậy thật có lỗi, ta không thấy được. Chỉ thấy một đám mặt hàng không biết xấu hổ. Nghe vậy, đám người phía dưới lần nữa bạo động, vô số người bắt đầu nhao nhao kêu lên. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào trên đầu Phạm Nghiêu, bành. Đầu Phạm Nghiêu bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Trong tràng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên giết người. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn xuống mọi người phía dưới. Chẳng lẽ thế hệ tuổi trẻ thiên tộc đều là một đám chỉ biết mắng người? Nghe vậy, sắc mặt những người phía dưới lập tức khó coi, sau đó lại bắt đầu chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ mắng. Lúc này Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét. Bớt con mẹ nó nói nhãm, nhìn lão tử khó chịu, vậy trực tiếp tới giết ta. Cầu giết a. Trong tràng lại an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp, chẳng biết tại sao, nhìn nhân loại trước mắt này, mọi người cảm giác kinh hãi. Nhân loại. Bên cạnh Dương Diệp, lão giả kia đột nhiên gằn giọng nói. Đây là thiên tộc, không là ngươi một nhân loại hạ tiện. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía lão giả kia. Sâu lâu không? Lão giả nao nao, tất cả mọi người cũng sửng sốt. Lúc này Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt lão giả kia. Nói nhảm không cần nói nhiều, một mình đấu, chơi không? Dưới trận, một mảnh xôn xao. Lão giả này ở trong thiên tộc, mặc dù không tính đại nhân vật gì, nhưng đó cũng là cường giả minh cảnh tam đoạn a. Minh cảnh tam đoạn,
đó cũng không phải minh cảnh nhị đoạn Phạm Nghiêu có thể so sánh, đừng nhìn thua một đoạn, nhưng trong đó chênh lệch lớn lắm. Có thể nói, 20 cường giả minh cảnh nhị đoạn, cũng khó đánh bại một vị cường giả minh cảnh tam đoạn. Mà bây giờ, người trước mắt này, vậy mà muốn khiêu chiến cường giả minh cảnh tam đoạn. Trước mặt Dương Diệp, lão giả kia không có đáp ứng, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn đã gặp thiên tài thật sự là rất nhiều, đặc biệt là loại có thể khiêu chiến vượt cấp. Người trước mắt này dám khiêu chiến hắn, ý nghĩa đối phương có đầy đủ tự tin. Giết ngươi, không cần cố lão. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, tất cả mọi người nghe thanh âm nhìn lại, ở phía xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên. Mạc Vân Tiên. Trong chàng có người nhận ra thân phận của thanh niên, kinh hô. Mạc Vân Tiên. Ở nhân tộc có Nhất Vương, Nhị Đế, Tam Thánh, Lục Kiệt, này đại biểu thế hệ trẻ thiên tài của nhân tộc. Mà ở thiên tộc, lại có, Nhất Thiên, Nhị Tà, Tam Tiên, Lục Kỳ. Mạc Vân Tiên này, chính là một trong lục kỳ. Cái gọi là kỳ, chính là kỳ tài, mấy trăm năm mới xuất hiện kỳ tài. Phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao nhường đường. Mạc Vân Tiên nhìn mọi người mỉm cười, sau đó thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Mạc Vân Tiên nhìn lão giả kia ôm quyền. Cố lão, người này liền giao cho ta đi. Cố lão khẽ gật đầu. Thiên tộc ta, chưa bao giờ thiếu thiên tài, để cho nhân loại này mở mang kiến thức một chút đi. Tự nhiên, Mạc Vân Tiên cười nói. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp. 10 hơi sau, người sẽ hối hận hành vi mới vừa rồi. Nói xong, thân hình lão giả run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên đài, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Mạc Vân Tiên. Đối diện Dương Diệp, Mạc Vân Tiên mỉm cười. Vốn ta không muốn ra tay, bởi vì thật sự là không đáng. Đáng tiếc, ngươi thực sự quá kiêu ngạo, như ngươi nói, ta nhìn khó chịu. Hiện tại để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi là có bao nhiêu yếu. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội hối hận sửa lại. Bởi vì, ngươi sẽ chết, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mạc Vân Tiên dần dần lạnh xuống. Phía dưới, lão giả kia nhìn thoáng qua, sau đó nói. Tự nhiên, trên đài, Dương Diệp bước ra một bước, không gian lập tức ngưng kết lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Thời điểm Dương Diệp bước ra một bước, sắc mặt của Mạc Vân Tiên biến đổi. Một hơi sau, lại một đạo kiếm quang lóe lên. Hai kiếm. Ba hơi sau, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này Dương Diệp đã đứng ở sau lưng Mạc Vân Tiên. Tất cả mọi người không hiểu nhìn trên đài. Đột nhiên, đầu Mạc Vân Tiên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Trên đài. Kiếm thu. Dương Diệp nghiêng người. Kế tiếp. Kế tiếp. Thanh âm rất nhẹ, vô cùng nhẹ. Tựa như đang nói chuyện bé nhỏ không đáng kể gì. Nhưng trong chàng vì những lời này mà biến thành tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng hít thở. Mạc Vân Tiên đã chết. Đường đường một trong thiên tộc lục kỳ Mạc Vân Tiên lại chết như vậy. Quan trọng nhất là, rất nhiều người còn không nhìn thấy Mạc Vân Tiên chết như thế nào. Trong chàng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, thanh sam bồng bềnh, mấy tức sau. Thấy không có người lên sinh tử đài, Dương Diệp mở mắt, sau đó đi về phía sinh tử đài, hắn không nói gì, chẳng qua là đi ra. Không người nào dám ngăn đón, những người ngăn cản ở trước mặt hắn đều tự động nhường đường. Các hạ cứ đi như thế. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cội nguồn thanh âm, ở trên sinh tử đài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một trung niên. Trung niên khoảng 30 mấy tuổi. Mặc hoa bào, tay cầm ngọc phiến, trên người mang theo khí tức nho nhã nồng nặc. Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía trung niên. Như thế nào? Trung niên dựng lên hai ngón tay. Ngươi giết hai người thiên tộc ta. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Trung niên nói. Giết người thì đền mạng, nghe qua chưa? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó chỉ sinh tử đài. Đây là cái gì? Sinh tử đài. Sinh tử đài dùng để làm gì? Là dùng để quyết sinh tử. Lên sinh tử đài, sinh tử tự lo, chẳng lẽ các hạ không biết? Trung niên nhẹ gật đầu,
Ta đương nhiên biết, chẳng qua ta cũng ngứa tay, muốn cùng ngươi ở trên sinh tử đài qua hai chiêu, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Ta cùng với các hạ qua hai chiêu đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, Âm Hậu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Âm Hậu nhìn trung niên kia. Sinh tử đài, sinh tử tự lo, các hạ thấy sao? Nhìn thấy Âm Hậu, thần sắc của trung niên kia lập tức trầm xuống. Hắn cùng với Âm Hậu đều là cường giả đạo cảnh, nhưng hắn chỉ là thính đạo, mà Âm Hậu chính là cường giả thành đạo. Có thể nói, hắn cùng với Âm Hậu chênh lệch, đây không phải một điểm hai điểm, mà là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Âm Hậu đây là tới tỏ ra uy phong sao? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả tóc trắng xuất hiện ở trên sinh tử đài. Âm Hậu nhàn nhạt nhìn đối phương. Tỏ ra uy phong, làm sao dám đến thiên tộc tỏ ra uy phong, chỉ có điều, không thể nhìn những người khác lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đường đường cường giả đạo cảnh, tìm một chân cảnh lục đoạn so đấu, nói thật, ta cũng thay ngươi cảm thấy xấu hổ, cái mặt hàng gì nha. Nghe được lời của Âm Hậu, thần sắc của trung niên kia vô cùng khó coi. Nhưng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói. Âm Hậu nói không sai, lúc này đây, là thiên tộc chúng ta thất lễ. Chuyện của người tuổi trẻ, nên để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết, cho nên liền để cho ta đến đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói xong, một nữ tử mặc váy dài màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên sinh tử đài. Đẹp! Đây là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người. Không thể không nói, nữ tử quả thật rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, mái tóc thật dài, dáng người thon thả, toàn thân không có một khuyết điểm nhỏ nhặt. Nữ tử không chỉ rất cao, còn rất lạnh, hoặc có lẽ là rất ngạo. Loại ngạo này, là trong xương ngạo ra. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt lão giả tóc trắng kia hơi đổi, hắn vội vàng đi tới trước mặt nữ tử, sau đó khom người. Nhị tiểu thư, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói. Vừa vặn đi ngang qua. Lão giả tóc trắng nói. Chút chuyện nhỏ như vậy, sao có thể làm phiền nhị tiểu thư? Ta. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của lão giả. Người này nhục thiên tộc ta. Ta có trách nhiệm bảo vệ thể diện của thiên tộc ta. Vừa nói, nàng trực tiếp nhìn xuống Dương Diệp. Đi lên. Dương Diệp nhún vai, muốn lên đi, nhưng lúc này Âm Hậu ngăn cản hắn. Dương Diệp nhìn về phía Âm Hậu trầm giọng nói. Nàng này không đơn giản, mặc dù nàng mới minh cảnh nhị đoạn, nhưng đối phương cũng giống như ngươi, tương tự có được thực lực vượt cấp chiến đấu. Dương Diệp cười nói. Ta biết nàng không đơn giản. Bất quá ta cũng không đơn giản. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nữ tử không có bất kỳ nói nhảm, bấm tay cách không điểm. Dương Diệp một cái, một điểm này, không gian trước mặt Dương Diệp xuất hiện một quang điểm lam sắc. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn ra kiếm, đột nhiên quang điểm lam sắc ngừng lại, chỉ nháy mắt, ở bốn phía Dương Diệp xuất hiện vô số quang điểm lam sắc. Những quang điểm lam sắc này trải rộng ở chung quanh Dương Diệp. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh vang lên, theo kiếm minh tiếng vang lên, kiếm quang xuất hiện. Nhưng kiếm quang này mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, nơi xa sắc mặt Âm Hậu trầm xuống. Không gian tọa độ. Người khác khả năng xem không hiểu, nhưng nàng sao có thể xem không hiểu. Giờ khắc này tình cảnh của Dương Diệp không thể nghi ngờ là vô cùng tệ hại, bởi vì những quang điểm lam sắc kia, trực tiếp khóa cứng không gian tọa độ chung quanh Dương Diệp, có thể nói, đây là một cái lao lung, hơn nữa còn là một lao lung vô cùng kiên cố. Xa xa, Dương Diệp hiển nhiên cũng cảm thấy. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, những quang điểm lam sắc kia đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác xé rách. Xé rách. Cảm giác xé rách càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử chậm rãi nâng lên, sau đó cách không nắm chắc Dương Diệp. Cái nắm này, những quang điểm lam sắc chung quanh Dương Diệp lập tức co rút lại. Theo quang điểm lam sắc co rút lại, Dương Diệp cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa có, hắn cảm giác mình dường như bị mấy ngọn núi lớn đè ép, thân thể muốn nổ bể ra. Hắn tâm niệm khẽ động, 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở bốn phía, chỉ nháy mắt. 10 thanh khí kiếm cắt phá, nhưng thoáng qua,
10 thanh khí kiếm trực tiếp nổ bể ra, hóa thành hư vô. Niệm chi lao. Lúc này, nữ tử váy trắng kia đột nhiên nói. Kết giới này, đừng nói ngươi, coi như là một cường giả minh cảnh tam đoạn cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Còn ngươi, tu luyện thêm 10 năm có lẽ. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, thoáng qua. Ầm. Những không gian chung quanh Dương Diệp hóa thành hư vô. Thanh âm của nữ tử váy trắng im bặt. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, tuy không gian xung quanh hắn vẫn bị khóa, nhưng đó là bị khóa trong kiếm vực của hắn, hắn không cách nào mở, nhưng có thể lực phá. Không giải được, thì trực tiếp hủy diệt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng kia cau mày. Đó là lực lượng của vực, ngươi. Ngay lúc này, mi tâm của nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Đó là mũi kiếm. Thanh âm của nữ tử váy trắng im bặt, chỉ nháy mắt, một bóng trắng lóe lên. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nguyên bản đâm kiếm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, hắn quay người đánh xuống một kiếm. Bành! Theo một tiếng rên vang lên, một bóng trắng bồng bềnh mà đi, nhưng sau một khắc, bóng trắng này quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, một thanh kiếm ngắn trực tiếp đâm vào gáy Dương Diệp, nhưng không có khả năng đâm vào. Dương Diệp không có quay người, mà tay phải cầm kiếm cắm xuống. Nhưng một bóng trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cây kiếm ngắn đâm vào mi tâm hắn. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, chân phải đạp mạnh, cả người lui về sau trăm trượng, khi hắn rút đi, một vết máu tươi từ mi tâm của hắn bắn ra, ở trên không trung ném ra một hình cung huyết lệ. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Trong quá trình Dương Diệp lui về phía sau, bóng trắng tựa như quỷ hồn kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, chủy thủ đâm vào phía sau lưng hắn. Xuy, dao găm trực tiếp đâm vào trong da Dương Diệp, bất quá rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đã tới trước mặt bóng trắng, bất quá bóng trắng đã hư không tiêu thất. Ngoài trăm trượng, nữ tử váy trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ở trong tay nàng, là một thanh kiếm gãy màu xanh đen. Tinh nhân, lúc này dưới đài, vô số người kinh hô. Nghe vậy, thần sắc âm hậu lập tức ngưng trọng lên. Tinh nhân, nàng nghe qua, cũng chỉ là nghe qua. Ở thiên tộc, có một càn khôn, ba thần vật, bốn tinh nhân. Một càn khôn, là bảo vật trấn tộc của thiên tộc, không ai biết đó là cái gì. Ba thần vật, gần với bảo vật trấn tộc của thiên tộc, đời đời thủ hộ thiên tộc. Mà dưới đó, chính là tinh nhân này. Tinh yên kiếm. Là thiên tộc tập hợp lực lượng toàn tộc thu thập tinh thần chi lực chế tạo thành, hao phí quá nhiều tâm huyết của thiên tộc, nếu người dùng đạt được nó tán thành, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, uy lực kia, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đừng nói nhục thể của Dương Diệp, coi như là 12 vu vương ở trước mặt tinh yên kiếm, thân thể cũng như tờ giấy. Đây là thần khí. Trên sinh tử đài, không thể không nói, giờ phút này Dương Diệp có chút chật vật, ở mi tâm, phía sau lưng, còn có bên hông. Phần gáy, đều có thật nhiều kiếm động, hơn nữa cho dù có hồng mông tử khí chữa trị, những kiếm động kia vẫn khôi phục rất chậm. Ở đối diện Dương Diệp, thân thể nữ tử váy trắng kia phù phiếm, hai chân cách mặt đất mười mấy cm. Một kiếm. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Một kiếm giết ngươi. Nói xong, tinh yên kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên lóe lên. Đối diện nữ tử váy trắng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kim kiếm màu vàng. Thánh kiếm. Sau khi đi vào đại thiên vũ trụ, Dương Diệp lần thứ nhất dùng kiếm này. Dương Diệp bước ra một bước, đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động, chỉ nháy mắt, kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp, toàn bộ đất trời bắt đầu rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, ở dưới thánh kiếm nổi lên nhật nguyệt tinh thần. Thánh kiếm. Sau khi Dương Diệp đi vào đại thiên vũ trụ, liền không có dùng qua kiếm của nhân quân, bởi vì hắn cảm thấy đã không cần. Nhưng bây giờ, không thể không dùng. Trong tay hắn có ba thanh kiếm, kiếm của Tiêu Giao Tử, Phá Linh Kiếm, Thánh Kiếm. Mặc dù kiếm của Tiêu Giao Tử bất phàm, nhưng kia không phải kiếm của hắn, hơn nữa kiếm kia sở dĩ bất phàm, đó là bởi vì Tiêu Giao Tử. Mà hắn hiện tại, nhất định là không có thực lực như Tiêu Giao Tử. Tuy Phá Linh Kiếm cường đại, nhưng không hề nghi ngờ, Phá Linh Kiếm này cấp bậc nhất định không bằng đoạn kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Còn nữa, đặc tính của Phá Linh Kiếm không phải lực bạo phát,
mà là phá linh. Một khi linh tính của đối phương đủ cường đại, phá linh kiếm này cơ bản chính là không có tác dụng gì. Có lẽ phá linh kiếm hoàn chỉnh không thua đoạn kiếm trong tay nữ tử trước mắt, nhưng lúc này phá linh kiếm là tuyệt đối không cách nào đối kháng kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Thánh kiếm, Dương Diệp chỉ có thể sử dụng thánh kiếm đến đối kháng nữ tử này. Theo huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào, chính diện thánh kiếm, nhật nguyệt tinh thần dần dần hiển hiện, cùng lúc đó, cả thiên không đột nhiên tối xuống, vô số ngôi sao lặng yên hiển hiện. Dị tượng. Trong tràng, tất cả mọi người thất kinh, kể cả nữ tử váy trắng kia, trong mắt cũng đầy vẻ không thể tin được. Một bên, Âm Hậu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Dương Diệp. Làm sao có thể, nhân tộc thánh kiếm ở trong tay của hắn. Nhân tộc thánh kiếm. Giờ khắc này, không chỉ Âm Hậu nhận ra lai lịch thanh kiếm này, lão giả tóc trắng lúc trước cũng nhận ra. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, giờ phút này, hắn vô cùng hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp. Trên sinh tử đài, Dương Diệp đột nhiên bay lên trời, tay phải cầm thánh kiếm, trong chốc lát, vô số tinh thần chi lực điên cuồng từ chân trời xuyên thẳng đến, không chỉ có tinh thần chi lực, toàn bộ đại địa chi lực cũng bắt đầu hội tụ, sau đó trào dâng về phía Dương Diệp. Sau khi những lực lượng này tiến vào thân thể, Dương Diệp bắt đầu rung động. Thánh kiếm có trạng thái bình thường, còn có trạng thái bỏ niêm phong. Trạng thái bình thường, chính là lúc an tĩnh, nó chỉ là một thanh kiếm sắc bén. Mà trạng thái bỏ niêm phong, chính là như bây giờ, Dương Diệp chủ động triệu hồi tinh thần chi lực cùng đại địa chi lực, tuy này có thể làm cho uy lực của thánh kiếm tăng cao. Nhưng thừa nhận nhiều lực lượng như vậy, cũng sẽ để cho thân thể hắn có chút không chịu đựng nổi. Bất quá còn tốt, bây giờ thân thể hắn xưa đâu bằng nay, lúc trước dùng một lần liền cần nghỉ ngơi chừng mấy ngày là sẽ không xuất hiện. Đối diện Dương Diệp, thần sắc của nữ tử váy trắng kia vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, chỉ nháy mắt, kiếm trong tay nàng đột nhiên rung động, trong chốc lát, chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thần chi lực, những tinh thần chi lực này bắt đầu điên cuồng tụ về phía Tinh Yên kiếm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hai thanh kiếm tranh đoạt tinh thần chi lực. Ngay lúc này, Dương Diệp đang muốn ra kiếm, nhưng kiếm trong tay của hắn giãy giụa, sau đó trở lại không trung, nó bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, theo nó xoay tròn, những tinh thần chi lực ở chân trời dần dần tạo thành một vòng xoáy, cùng lúc đó, không có tinh thần chi lực bay về phía Tinh Yên kiếm nữa. Tinh Yên kiếm cũng bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, nhưng vẫn không có tinh thần chi lực tới. Tất cả tinh thần chi lực toàn bộ tụ về phía thánh kiếm. Làm sao có thể? Nữ tử váy trắng lẩm bẩm nhìn thánh kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tinh Yên kiếm là bảo vật của thiên tộc, trước mắt là kiếm gì? Lại có thể áp chế Tinh Yên kiếm. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm thánh kiếm, một tay có chút cầm không được, Dương Diệp dùng hai tay. Hai tay nắm kiếm, Dương Diệp chậm rãi giơ lên, muốn chém xuống một kiếm. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, chỗ đó. Một thân ảnh nhỏ xinh đang quay người rời đi. Dương Diệp có chút ngẩn người, sau một khắc, ở dưới tất cả mọi người kinh ngạc, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, sau đó thân hình run lên lướt xuống sinh tử đài, nhưng khi hắn đi tới chỗ kia, chỗ đó đã rỗng tuếch. Làm sao có thể? Dương Diệp cau mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía không có người hắn muốn gặp. Làm sao vậy? Lúc này Âm Hậu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta nhìn thấy người ta muốn tìm kia. Âm Hậu nhíu mày, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rơi vào bên cạnh Dương Diệp, một lát sau mới nói. Nơi đây vừa rồi đã đứng một nữ tử, người muốn tìm, là một nữ tử. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vì sao nàng không đi ra gặp ngươi? Âm Hậu nói. Dương Diệp cười khổ. Có thể là ta đắc tội nàng. Tính khí của tiểu thất hắn biết. Cao ngạo không gì sánh được, lúc trước hắn hiểu lầm đối phương, việc này dùng tính cách của tiểu nha đầu, nhất định là không có quên. Âm Hậu khẽ gật đầu. Không nên nghĩ nhiều như vậy, nếu như nàng đã hiện thân, hơn nữa còn để cho ngươi chứng kiến, ý nghĩ trong lòng nàng không có cự tuyệt ngươi, cho nàng một chút thời gian đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Thật có lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Âm Hậu cười nhẹ. Sau đó nói, kỳ thật, ta rất hy vọng ngươi thật là người của vu tộc ta. Dương Diệp muốn nói gì, nhưng Âm Hậu lắc đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Các hạ,
lúc này đây hai người bọn họ tỉ thí coi như ngang tay, người cảm thấy thế nào? Lão giả tóc trắng kia nhìn thoáng qua Âm Hậu, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi là người phương nào, vì sao nhân quân kiếm rơi vào tay của ngươi? Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta cự tuyệt trả lời. Nghe vậy, lão giả tóc trắng nhíu mày, nhưng lúc này Âm Hậu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người giữ chặt bờ vai của Dương Diệp, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Điều tra lai lịch của người này. Ngay lúc này, sau lưng lão giả tóc trắng, nữ tử váy trắng kia đột nhiên nói, lão giả tóc trắng vội vàng khom người. Tuân mệnh, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tại một góc nào đó, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, mà ở trước mặt nàng, còn có một tiểu cô nương. Không nên đi gây phiền toái cho hắn. Ngay lúc này, nữ hài kia đột nhiên nói, trong mắt nữ tử váy trắng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi biết hắn? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Điều tra có thể, nhưng không nên cử động đi tìm hắn gây sự. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi sợ ta giết hắn? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta sợ hắn giết ngươi. Nghe vậy, nữ tử váy trắng nhíu mày. Ngươi xem thường nhị tỷ ngươi như vậy. Tiểu nữ hài đi đến trước mặt nữ tử váy trắng, sau đó nói. Cũng bởi vì ngươi là nhị tỷ ta, cho nên ta mới nói với ngươi những thứ này. Ngươi không biết tính cách của hắn, gia hỏa kia lấy xú khí nổi danh, đừng nói hắn không biết thân phận của ngươi, dù biết rõ thân phận của ngươi, hắn cũng dám cắt bỏ đầu ngươi, mà hắn, có thực lực kia. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử váy trắng trầm giọng nói. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn lại, chỗ đó đúng là chỗ lúc trước Dương Diệp đứng. Một lát sau, âm thanh nàng lạnh lùng nói. Một kẻ làm người khác chán ghét. Nữ tử váy trắng. Trong phòng, chỉ có Dương Diệp và Âm Hậu. Ba ngày sau, chúng ta ly khai thiên tộc. Âm Hậu đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Tiền bối lần này tới thiên tộc vì sự tình kia, đã làm xong chưa? Âm Hậu lắc đầu. Thiên quân cự tuyệt. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nói. Hắn mở ra điều kiện quá hà khắc, hiển nhiên đây là cố ý cự tuyệt. Tóm lại, những thứ này đã không phải chúng ta quan tâm. Ba ngày sau, chúng ta ly khai thiên tộc. Ngươi thì sao? Tiếp tục lưu lại thiên tộc. Ta đề nghị không nên làm như vậy, bởi vì thiên tộc tuyệt đối sẽ không cho phép. Hơn nữa một mình ngươi ở lại chỗ này, quá nguy hiểm. Dương Diệp nói. Ta nhất định phải tìm được nàng, sau đó mang nàng cùng rời đi. Nàng này, tự nhiên là Tử Nhi. Còn Tiểu Thất, đối phương khẳng định sẽ không đi với hắn. Âm Hậu suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Thôi được, ngươi tự xem xử lý. Đúng rồi, ngày mai thiên tộc có một hoạt động, ngươi có hứng thú tham gia hay không? Hoạt động? Dương Diệp nói. Cái hoạt động, gì? Âm Hậu nói. Đăng thiên thê, một hoạt động cổ truyền của thiên tộc, cách mỗi 10 năm một lần. Thiên thê này, tổng cộng có 9.990 trượng. Nghe nói bài danh thứ nhất, sẽ lấy được phần thưởng vô cùng mê người. Phần thưởng? Dương Diệp nói. Thiên tộc cho phép tộc khác tham gia. Âm Hậu cười nói. Cái này liền phải nói tới lĩnh tụ thiên tộc thiên đế rồi. Vị kia, lúc trước tự tay bố trí thiên thê, hơn nữa để lại di ngôn, chư thiên vạn tộc, bất kỳ thiên tài tộc nào cũng có thể tham gia. Cho nên ngày mai sẽ vô cùng náo nhiệt, bởi vì khi đó, sẽ có rất nhiều thiên tài đi vào thiên tộc, tham gia đăng thiên thê. Ta để cho đám người Lê Vu đến thiên tộc, ngoại trừ để cho bọn hắn mở mang kiến thức. Còn có nguyên nhân chính là chỗ này, để cho bọn hắn lên đăng thiên thê. Dương Diệp suy nghĩ, sau đó nói. Đến lúc đó xem một chút đi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Cá nhân ta đề nghị ngươi đi, dù sao lại không có tổn thất gì. Hơn nữa, ngươi có thể không biết, nếu như đi ra thiên thê, nghe nói sẽ đạt được thiên đế tán thành. Không có người đi ra thiên thê kia sao? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu lắc đầu. Cho dù là thiên quân hôm nay, năm đó cũng không quá đáng chỉ đi đến 960 trượng. Cái này đã rất giỏi rồi, thiên tộc trong tương lai trăm năm, chỉ sợ cũng không có người có thể vượt qua hắn. Đi thiên thê. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Được, ngày sau ta đi tham gia thoáng một phát. Sau khi Âm Hậu rời đi, Dương Diệp xếp bằng ở tại chỗ, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đứng ở trên một đá tròn, cầm kiếm mà đứng.
ở trước mặt hắn không xa là một thác nước, chung quanh là rừng rậm. Trầm tư. Hắn trầm tư trận chiến lúc trước với nữ tử váy trắng. Tốc độ. Lúc trước trận chiến ấy, sở dĩ hắn bị thương, nguyên nhân chủ yếu nhất ngoại trừ đối phương tay cầm thần khí, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là tốc độ, đối phương ở trên tốc độ hoàn toàn áp chế hắn. Thân pháp của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Tốc độ, lần chiến đấu này để cho hắn biết, ở phương diện tốc độ, hắn còn có rất nhiều chưa đủ. Ngươi muốn tăng tốc độ lên. Ngay lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhưng hiện tại cảnh giới của hắn kẹt ở chân cảnh lục đoạn, rất khó đi lên. Cảnh giới. Đây cũng là một vấn đề trước mắt của hắn. Lúc này Hậu Khanh nói. Nếu như ngươi muốn ở phương diện tốc độ được một ít tăng lên, ta ngược lại có biện pháp. Biện pháp gì? Dương Diệp nói. Vu thuật. Hậu Khanh nói. Có thể ở trên cơ sở của ngươi, lại thêm vu thuật này tên huyết toa. Huyết toa. Thần sắc của Dương Diệp có chút cổ quái, vu thuật đều khá quái dị a. Hậu Khanh nói. Cái gọi là huyết toa, chính là lợi dụng huyết dịch của ngươi, kích phát lực lượng huyết dịch, sau đó dùng cái này với tư cách trợ lực, để cho tốc độ thân thể ngươi được tối đa hóa. Một chiêu này, hiệu quả rất không tồi, bất quá có rất ít người tu luyện. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nguy hiểm. Hậu Khanh nói. Vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái này yêu cầu khống chế vô cùng cao, một cái sơ sẩy, khả năng ngươi sẽ làm cho mình huyết bạo. Huyết bạo. Dương Diệp. Bất quá ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Hậu Khanh lại nói. Bởi vì nhục thể của ngươi vô cùng cường hãn, hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có cái tháp này, tháp có thể trấn áp. Cho nên ngươi không cần lo lắng mình bạo tạc nổ tung. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đến đây đi. Rất nhanh, một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Huyết toa. Huyết toa này, đơn giản mà nói, chính là lợi dụng huyết dịch, kích phát lực lượng trong máu, sau đó dùng cái này làm trợ lực, để cho tốc độ thân thể được tối đa hóa. Có chỉ bảo của Hậu Khanh, tăng thêm kiếm vực, không bao lâu Dương Diệp liền nắm giữ huyết toa. Bất quá tốc độ của hắn vẫn chưa ổn định, bởi vì hắn còn cần để cho huyết toa cùng ngự kiếm thuật dung hợp. Bằng không thì, chỉ bằng vào huyết toa, tốc độ còn không nhanh bằng hắn lúc trước. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Trong đám mây, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hai mắt khép hờ, ở dưới chân hắn là một thanh kiếm hư ảo. Lúc này Dương Diệp đột nhiên mở mắt, chỉ nháy mắt, trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt, sau đó chỉ thấy ánh sáng màu đỏ, không thấy người. Giờ phút này, Dương Diệp đã ở hơn ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng, Dương Diệp nhìn thân thể của mình, giờ phút này, hắn cảm giác thân thể của mình thậm chí có một loại cảm giác xé rách. Đó là tốc độ quá nhanh gây ra. Tốc độ ngươi không thể nhanh hơn nữa. Ngay lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trước khi ngươi đạt tới minh cảnh, tốc độ không thể tăng lên, bằng không thì, thân thể của ngươi cùng các phương diện chịu không được tốc độ kia. Tốc độ của ngươi bây giờ đã vượt xa cường giả minh cảnh tam đoạn, cái này đã vô cùng nghịch thiên. Có thể nói, ở trong chân cảnh, tốc độ của ngươi đã vô địch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tốc độ của hắn bây giờ, so với trước đó nhanh không sai biệt lắm 3-4 thành, chớ xem thường 3-4 thành này, 3-4 thành tốc độ này, làm cho hắn hầu như có thể nháy mắt giết một ít minh cảnh tam đoạn rồi. Mà như Hậu Khanh nói, tốc độ của hắn bây giờ, đã là cực hạn. Nếu như tăng lên, với hắn mà nói, khả năng ngược lại không phải tốt. Ở trong Hồng Mông Tháp lại tu luyện 2-3 ngày, Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp. Đẩy cửa đi ra ngoài, Dương Diệp khẽ giật mình, ở trước đứng một nữ tử đi chân trần, nữ tử này đúng là Lê Vu kia. Âm Hậu đại nhân để cho ta tới tìm ngươi, nói nếu như ngươi muốn tham gia đăng thiên thê mà nói, có thể lên đường rồi. Lê Vu nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi cũng muốn đi. Lê Vu khẽ gật đầu. Đi. Đi thôi. Dương Diệp nói. Hai người ly khai Vân Khách Cư, đi tới cửa Nam Vân Tiêu Thành, lúc này Âm Hậu cùng huynh muội Lê Giang đã đợi chờ ở đây. Âm Hậu quan sát Dương Diệp một chút, đột nhiên lông mày nàng khẽ nhíu. Huyết toa thuật. Làm sao ngươi biết? Trong mắt Dương Diệp mang theo vẻ kinh ngạc. Âm Hậu nói. Huyết khí trên người ngươi còn không có triệt để bình tĩnh lại. Ngươi, làm sao ngươi dám tu luyện vu thuật này? Dương Diệp cười nói. Không có việc gì,
thân thể ta có chút đặc thù, sẽ không làm tự bạo. Âm Hậu quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng phải, bất quá vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Âm Hậu nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngoài thành, trong đám mây. Thiên tộc thiên thê này không ở trong thành. L. Dương Diệp hỏi. Âm Hậu lắc đầu. Trong thành này, bất quá là ở trên trời sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Âm Hậu nói. Theo ta được biết, lúc này đây tới, không chỉ có nhân tộc, còn có ma tộc, yêu tộc, cùng với vu tộc ta, thậm chí hải tộc cùng một vài chủng tộc thần bí cũng có phái ngược khi tới. Chủng tộc thần bí. Dương Diệp tò mò nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu nói. Ví dụ như linh tộc, đây là một chủng tộc độ tinh khiết thân thể còn cao hơn thiên tộc, bất quá nhân số của bọn hắn quá ít, gần như sắp diệt sạch. Hơn nữa linh tộc này không thích tranh đấu, bởi vậy bọn hắn cơ bản đều ẩn giấu, không tiếp xúc tộc khác. Linh tộc. Dương Diệp nghĩ tới linh tộc tộc trưởng ở hạ giới, lão đầu đưa tặng hắn linh châu, đối phương giống như cũng là linh tộc. Ngoại trừ linh tộc, còn có cự nhân tộc, hải tộc, thiên ma tộc, những thứ này đều là chủng tộc thần bí, bởi vì bọn họ không tranh quyền thế, cũng rất ít ra bên ngoài gây chuyện. Âm Hậu nói, thiên ma tộc cũng muốn tới. Lúc này Lê Giang đột nhiên nói, bọn họ cùng thiên tộc không phải tử địch sao? Tử địch. Dương Diệp nhìn về phía Lê Giang, trong mắt có vẻ hỏi thăm. Lê Giang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Thiên ma tộc cùng thiên tộc ân oán, phải từ vạn năm trước nói lên, kỳ thật đơn giản mà nói, chính là tranh giành địa bàn. Ngươi không có phát hiện sao? Linh khí ở thiên giới, so với nhân giới cùng vu giới đều muốn tốt hơn rất nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lê Giang lại nói. Lúc ấy thiên tộc cùng ma tộc đều coi trọng địa phương này, lúc kia nơi này cũng không phải do người mở ra, mà là thiên nhiên. Hai tộc đều coi trọng, khó tránh khỏi sẽ đánh nhau. Cuối cùng thiên tộc thắng, bọn hắn chiếm cứ chỗ này, nhưng chính vì vậy, thiên tộc cùng thiên ma tộc kết tử thù, thường cách một đoạn thời gian, hai tộc đều sẽ phát sinh xung đột. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nguyên lai thiên tộc cũng có tử địch. Bất quá này cũng bình thường, tuy đại thiên vũ trụ lớn, nhưng địa phương có người liền khó tránh khỏi có phân tranh. Kỳ thật thần bí nhất, hẳn là thần tộc. Ngay lúc này, Lê Giang đột nhiên nói. Bộ tộc này, so với tộc khác còn muốn thần bí. Thần tộc. Dương Diệp muốn hỏi cái gì, đột nhiên hắn nhìn về phía Âm Hậu, giờ phút này, thần sắc của Âm Hậu thậm chí có chút ngưng trọng. Lê Giang còn muốn nói điều gì, Âm Hậu lắc đầu. Đều đã qua, không đề cập tới nữa. Nghe vậy, Lê Giang vội vàng gật đầu, không có nói gì. Dương Diệp. Dương Diệp không có phát hiện. Một ngọc bội trong nạp giới của hắn đột nhiên run rẩy, dị thú phía trên con mắt nhúc nhích, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lúc này, Âm Hậu nhìn về phía Dương Diệp. Tuy thiên ma tộc cùng thiên tộc là tử địch, nhưng thiên tộc cũng không cấm thiên ma tộc tới tham gia đăng thiên thê, bởi vì đây tương đương với một lần so sánh, thiên tài hai tộc so sánh. Hoặc nói đăng thiên thê này, là một hội nghị của đại thiên vũ trụ, hội nghị thiên tài. Hội nghị thiên tài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cũng tốt, hắn cũng muốn mở mang kiến thức thiên tài của đại thiên vũ trụ này là cái dạng gì. Rất nhanh, ở dưới Âm Hậu dẫn dắt, mọi người đến trong bầu trời sao. Nhỏ bé, mỗi lần đặt mình trong tinh không, đều khiến người ta cảm thấy nhân lực sao mà nhỏ bé. Ở trước mặt vũ trụ mịt mờ, không quản ngươi là cường giả gì, đều là nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa như vậy. Vũ trụ, nhân loại không ngừng tu luyện, mục đích cuối cùng nhất. Khả năng cũng chính là phá vỡ bí mật của vũ trụ. Một lúc lâu sau, Âm Hậu ngừng lại. Đã đến. Đã đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ở trong tinh không xa xôi, là một cầu thang đá rộng chừng trăm trượng, dài ước chừng vạn trượng. Thang đá này đứng sừng sững ở trong trời sao, từ dưới lên trên, một mực lan tràn đến chỗ sâu trong tinh không. Thiên thê. Âm Hậu nói. Này chính là thiên thê, thiên tộc thiên thê. Ở thiên tộc, lưu truyền một câu, đăng thiên thê, trèo qua thiên thê, đại đạo khả kỳ. Đại đạo khả kỳ. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, Tiểu Bạch lại xông ra, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên thiên thê. Rất nhanh,
hai mắt Tiểu Bạch sáng lên. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Tiểu Trảo chỉ thang đá, sau đó chỉ mình, thần sắc vô cùng chăm chú. Ý kia là, cái này, cho ta đi. Dương Diệp. Tiểu Bạch muốn thiên thê kia. Dương Diệp có chút mộng, ngay lúc này, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch vung múa rất nhanh. Nàng càng rung động càng hưng phấn. Một lát sau, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thiên thê. Rất nhanh, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Tiểu Bạch lại muốn thiên thê rồi. Linh thạch. Thiên thế này, căn bản không phải tảng đá gì, mà là từ một loại linh thạch cực kỳ tinh khiết chế tạo thành. Tương đương với tiên tinh thạch, mà độ tinh thuần linh khí trong này, còn cao hơn tiên tinh thạch. Con mẹ nó xa hoa, thiên tộc này thật rất xa hoa. Đây là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng chỉ thiên thê, sau đó hai cái móng nhỏ lại chỉ bụng của Dương Diệp. Hiển nhiên, này bảo Dương Diệp kéo thiên thê vào trong Hồng Mông Tháp đi. Kéo vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cười khổ, hắn cũng muốn a. Vấn đề là, điều này có thể sao? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Cái này không thể thu, bởi vì đó là của người khác, nếu như lấy, sẽ bị đánh. Hiện tại chúng ta đánh không lại người ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý kia là nói, thật sự đánh không lại sao? Dương Diệp vô cùng chăm chú nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tiểu Bạch có chút lưu luyến nhìn thoáng qua thiên thê, sau đó chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Vừa mới cái kia là cái gì? Lúc này, Lê Vũ đột nhiên nói. Đối với Tiểu Bạch, nàng có duyên gặp qua một lần. Chính là tên tiểu tử lúc trước muốn thông đồng thôn linh mãng của nàng. Linh chủ. Lúc này Lê Giang đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Lê Giang, có chút kinh ngạc. Lê Giang nói. Phu tộc có một kho sách, trong đó ghi chép thiên địa linh vương của các tộc, cùng với một ít kỳ văn chuyện lạ. Còn có lịch sử, một ít truyền thuyết, một ít bí cảnh của các tộc. Linh chủ này, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Kho sách. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Tiền bối, sau khi về, ta có thể đi kho sách của Vu tộc nhìn một chút không? Âm Hậu khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, Âm Hậu đột nhiên quay đầu. Đến rồi. Đám người Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa, một luồng sáng lấp lánh phóng lên trời, sau đó kích xạ về phía bên này. Thiên tài các tộc. Rất nhanh, những lưu quang kia biến mất. Trong chàng nhiều hơn rất nhiều người, bất quá mọi người cách nhau rất xa, có còn núp trong bóng tối, không có lựa chọn hiện thân. Lên thiên thê, không nên miễn cưỡng mình. Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói. Thiên thê này chính là lĩnh tụ thiên tộc thiên đế sáng tạo, mục đích là gì, không ai biết. Nhưng đã từng có người sau khi đi lên, lại không thể đi xuống, cũng có rất nhiều người sau khi đi xuống, trực tiếp phát điên. Bất quá cũng có ít người lấy được rất nhiều chỗ tốt. Có người ở trên thiên thê tấn cấp, thậm chí liên tục tấn cấp, còn có rất nhiều thì lấy được một ít công pháp hoặc bảo vật. Tóm lại, thiên thê này có chút quỷ dị, là phúc hay họa, nhìn tạo hóa của các ngươi. Thiên thê. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, thiên thê kia sừng sững ở trong bầu trời sao, nhìn từ ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc thù, thậm chí có thể chứng kiến phần cuối của thiên thê. Nhưng như Âm Hậu nói, hắn cảm giác thiên thê này quả thật có chút quỷ dị. Ngay lúc này, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước thiên thê. Lão giả tóc trắng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Bất kể là thiên tài tộc nào, đều có thể tham gia đăng thiên thê. Không có quy tắc, sau khi đi lên, sinh tử tự lo. Hiện tại, bắt đầu. Nói xong, lão giả tóc trắng biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, một nhân ảnh lóe lên, cuối cùng rơi vào trên thiên thê, sau đó bước nhanh đi lên. Đã có cái thứ nhất. Rất nhanh thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Bên cạnh Dương Diệp, Âm Hậu đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Chiếu cố ba tiểu gia hỏa này một chút. Dương Diệp nhìn đám người Lê Giang, sau đó cười nói. Mọi người chăm sóc lẫn nhau. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đều cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói chuyện, cùng đám người Lê Giang thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên thiên thê. Rất mềm. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, thời điểm hai chân đạp lên thiên thê, giống như dẫm ở trên bông vải, vô cùng mềm. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía đám người Lê Vu.
Đi thôi. Vừa nói, hắn chậm rãi đi về phía trước, mà đám người Lê Vu thì theo sau lưng hắn. Tuy Dương Diệp không phải người của Vu tộc, nhưng giờ khắc này, mấy người đã coi hắn như là cầm đầu. Thiên Thê, có tất cả 9.990 trượng. Nếu như đi, 9.990 trượng cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi hết. Dương Diệp vốn định ngự kiếm phi hành, nhưng khi thấy một thanh niên vừa bay lên liền hôi phi yên diệt, hắn quyết đoán buông tha cho ý nghĩ này. Vẫn là đi thôi. Đi một chút cơ thể khỏe mạnh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đi còn rất bình thường, nhưng thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì một số người ở trước mặt, tốc độ không chỉ chậm lại, thân thể còn rung động kịch liệt. Mà có, thì trực tiếp ngừng ở tại chỗ, bọn hắn mắt nhìn phía trước, hai mắt ngốc trệ, dường như mất hồn. Cẩn thận chút. Dương Diệp trầm giọng nhắc nhở. Ở bên cạnh hắn, đám người Lê Vu nhẹ gật đầu. Dương Diệp bước chân hơi nhanh hơn một chút, giờ phút này, hắn cùng với đám người Lê Giang đã tới vị trí trung tâm của Thiên Thê, mà đến nơi này, người chung quanh cũng dần dần ít đi. Đột nhiên Lê Giang ngừng lại. Dương Diệp quay đầu, vừa định nói, hai mắt Lê Giang đột nhiên trợn lên, như gặp được sự tình khó tin gì. Dương Diệp cau mày, muốn đánh thức Lê Giang, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Nếu như không muốn hắn chết, người tốt nhất đừng đánh thức hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, là một thanh niên mặc hoa bào. Thanh niên nhìn thoáng qua Lê Giang, hắn đã bị người mang vào trong huyễn tượng, là phúc hay họa, toàn bộ xem tạo hóa của bản thân hắn. Ảo giác. Dương Diệp khó hiểu. Ai dẫn hắn nhập lão ảnh? Thanh niên nói. Oan hồn bị Thiên Thê trói buộc, nơi đây, có rất nhiều oan hồn. Nói xong, thanh niên không có nói gì nữa, bước nhần về phía xa. Oan hồn. Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía hắn căn bản không có phát hiện oán hồn gì. Cẩn thận chút đi. Lúc này, Lê Vu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, rời đi không sai biệt lắm chừng 1.000 trượng, muội muội của Lê Giang Lê Đồng cũng ngừng lại. Giống như Lê Giang, Lê Đồng đứng tại chỗ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lê Vu. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Lê Vu khẽ gật đầu. Tiếp tục đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lê Vu tiếp tục đi tới. Giờ phút này, người chung quanh bọn hắn đã càng ngày càng ít, trước sau chỉ có vẻn vẹn mấy người. Sau này ngươi còn có thể quay về nhân tộc sao? Lúc này Lê Vu đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hẳn sẽ về, sao vậy? Lê Vu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau này mọi người có phải là địch nhân hay không? Dương Diệp cười nhẹ. Chỉ cần ngươi không chủ động tới giết ta, ta sẽ không đến giết ngươi. Ngươi sẽ vì nhân tộc mà chiến sao? Lê Vu nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta nghĩ sẽ không, bởi vì hiện tại chỉ cần ta quay về nhân tộc, khẳng định sẽ bị đuổi giết. Vậy ở lại Vu tộc đi. Lê Vu nói. Dương Diệp nói. Các ngươi cũng là nhân loại. Lê Vu nhìn Dương Diệp. Đã từng, chúng ta cũng là nhân loại. Đương nhiên, hiện tại cũng thế, chẳng qua là, ở trong mắt nhân loại, chúng ta là khác loại. Dương Diệp trầm mặc. Lê Vu lại nói. Từ khi vũ trụ sinh ra sinh mệnh, đặc biệt là sinh ra nhân tộc chúng ta, nhân tộc trải qua vô số lần nội chiến. Mỗi một lần nội chiến, bên thắng sẽ nói bên thua là dị đoan, sau đó đuổi tận giết tuyệt. Mà trên danh nghĩa thì đập vào cái gọi là dân tộc đại nghĩa. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như có một ngày, nhân tộc diệt vong, cái kia rất có thể chính là nhân tộc tự mình diệt mình. Lê Vu nhẹ gật đầu, rất tán thành. Nhân tộc phát triển rất nhanh, nhưng nhân tộc am hiểu nhất chính là nội đấu. Chủng tộc lại huy hoàng, cũng không chịu nổi nội đấu. Lúc này Lê Vu nói. Cho nên, nếu như nhân tộc chứa không nổi ngươi, tới Vu tộc đi. Có âm hậu đại nhân ở đây, người ở Vu tộc sẽ có một chỗ cắm rùi. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói gì, đột nhiên Lê Vu ngừng lại. Tới phiên ta. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu, lúc này hai mắt Lê Vu đã đóng lại. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiền bối, có thể cảm nhận được cái gì không? Một lát sau, hậu khanh nói.
cái gì cũng không cảm giác được. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, ngay cả Hậu Khanh cũng cảm giác không thấy cái gì. Hậu Khanh nói, tiểu tử, không cần quá lo lắng, tuy thiên thê quỷ dị, nhưng cũng không phải nói vô cùng nguy hiểm, đã từng có thiên tài vu tộc ta đi tới, đối phương cuối cùng không chỉ bình yên trở về, thực lực còn được tăng lên. Cho nên gắng giữ lòng bình thường đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói gì, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mà giờ khắc này, hắn cách cực hạn chỉ còn lại không tới ngàn trượng. Ở trước mặt hắn, chỉ có 5 người, 3 nam 2 nữ, mà sau lưng hắn, còn có 3 người. Mới đầu, mọi người đi đều rất nhanh, nhưng bây giờ, còn dư lại những người này mỗi một cái đều đi rất chậm, vô cùng chậm. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng lại đi hơn 100 trượng, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, hai mắt hắn trợn lên. Dương Diệp nhìn thấy gì? Ở trước mặt hắn, xuất hiện một nữ tử này không phải người khác, đúng là mẫu thân hắn Phượng Ngọc. Phượng Ngọc, ảo giác. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, muốn rút kiếm hủy diệt ảo giác này, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trước mặt hắn. Ngươi cho rằng đây là ảo giác. Hai mắt Dương Diệp híp lại, quay đầu nhìn, ở bên phải không xa, xuất hiện một hắc ảnh. Trong bóng đen, mơ hồ có thể gặp được một người, nhưng không cách nào thấy rõ mặt mũi. Lúc này bóng đen kia nói, ngươi xem thật kỹ một chút. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Phượng Ngọc trước mặt. Diệp Nhi, trước mắt Phượng Ngọc, tay nàng đặt ở trên mặt Dương Diệp, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ngươi, ngươi trưởng thành. Thật sự, trong đầu Dương Diệp đột nhiên toát ra ý nghĩ này, thanh âm kia không ngừng nói cho hắn biết người trước mắt này là thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt. Cho dù ngươi là giả, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nói xong, hắn lui về phía sau một bước, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Vực. Sau khi lực lượng của vực xuất hiện, Phượng Ngọc hóa thành một đạo hắc ảnh, mà bóng đen ở một bên cũng lộ ra bộ mặt thật sự. Là một trung niên mặc hắc bào. Kiếm vực. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, ánh mắt có chút phức tạp. Thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Các hạ là. Dương Diệp hỏi. Một cô hồn dã quỷ ở nơi đây. Trung niên nói. Dương Diệp nhíu mày. Thiên thê này đến tột cùng là cái gì? Trung niên do dự một chút, sau đó nói. Thôi được, đây cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thiên thê này. Tên là Thiên Thê, nhưng thật ra là Thiên Mộ. Thiên Mộ. Dương Diệp nhíu mày. Đây là một mộ địa. Trung niên nhẹ gật đầu. Một mộ địa mai táng vô số hồn phách cường giả. Ai mai táng các ngươi? Dương Diệp nói. Là Thiên Đế kia. Thiên Đế. Trung niên cười nhẹ. Hắn không có năng lực đó, hơn nữa hắn còn là người được mai táng nha. Đó là ai? Dương Diệp hỏi. Trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Một lão giả mặc đạo bào. Lão giả đạo bào. Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ. Lão giả đạo bào. Qua một hồi lâu, Dương Diệp ngăn chặn trong nội tâm khiếp sợ, sau đó lại hỏi. Vì sao hắn phải mai táng các ngươi? Trung niên cười khổ. Đạo thống chi tranh, lúc ấy đại thiên vũ trụ này, có rất nhiều tộc, kể cả thiên tộc, thiên ma tộc, nhân tộc, hải tộc, yêu tộc. Hầu như tất cả các tộc đều quấn vào đạo thống chi tranh. Kỳ thật, chính là vấn đề chọn đội, mà người được mai táng ở chỗ này, đều là người đứng sai đội. Kể cả thiên đế đã từng không ai bì nổi kia, cho dù mạnh như hắn, ở trước mặt lão giả đạo bào, tay cầm phất trần tỏ ra vô lực như vậy, nhỏ yếu như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói. Tại sao các ngươi lại cuốn vào đạo thống chi tranh? Trung niên khổ sở nói. Mấy vị kia. Kể cả lão giả đạo bào này, bọn hắn quá vô danh rồi. Ít xuất hiện đến làm cho người ta cảm thấy bọn họ chỉ bình thường. Mà có một ngày, bọn hắn xuất thủ. Khi đó chúng người mới ý thức được sự đáng sợ của bọn hắn, nhưng đáng tiếc, đã muộn. Dương Diệp trầm mặc. Lão giả đạo bào. Hắn bây giờ có được hồng mông tháp của lão nhân này, mà hắn cũng biết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hoặc trùng hợp, mà lão nhân này chọn hắn với tư cách chủ nhân mới của hồng mông tháp. Ý muốn là gì? Chẳng lẽ, thật là vì đạo thống chi tranh kia? Nhân quả. Hắn gặp được mấy cường giả siêu cấp, kể cả vị thánh nhân ở vu giới, những người này đều nói trên người hắn có ba loại nhân quả,
một loại so với một loại càng khó xử lý, mà một loại trong đó, khẳng định chính là Hồng Mông Tháp. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình thật sự quấn vào một vòng xoáy khổng lồ. Vị tiểu hữu này, có thể giúp đỡ tại hạ một việc hay không? Lúc này Trung Niên đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Trung Niên. Chuyện gì? Giết ta. Trung Niên nhìn Dương Diệp, ngữ xuất kinh nhân. Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? Trung Niên cười nhẹ. Ở địa phương này, hồn phách của chúng ta vĩnh viễn bị nhốt, bất kỳ người nào cũng không được rời đi. Chúng ta muốn chết cũng không được, nhưng ngươi có thể giết chúng ta. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vực. Trung Niên nói. Kiếm vực của ngươi, có thể ở chỗ này tự thành một phương thiên địa, ở trong vực của ngươi, lực lượng thần bí ở nơi này không cách nào phát ra tác dụng. Vực. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả Hậu Khanh cũng không thể nhìn ra nơi này quỷ dị. Bởi vì nơi này, là địa phương lão giả đạo bào làm ra. Còn có một sự tình. Lúc này Trung Niên nói. Có thể giao vật này cho nhân tộc Nhiếp gia gia chủ hay không? Theo Trung Niên nói xong, một giới chỉ đen nhánh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là ta ở nhân tộc địa vị thật có chút lúng túng, lấy thực lực của tiền bối, hẳn có thể nhìn ra, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng trên người còn có huyết mạch phu tộc, hơn nữa tu luyện là công pháp phu tộc. Ta sợ ta có mạng đi Nhiếp gia ngươi, nhưng không có mạng ly khai. Lấy oán báo ân, Trung Niên khẽ lắc đầu. Nếu như hiện tại Nhiếp gia gia chủ thật sự làm như vậy, vậy ngươi giúp ta phế hắn đi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, cái này không quá thực tế à. Trung Niên nhìn thoáng qua giới chỉ trong tay. Vật này là Nhiếp gia lão tổ truyền thừa, là biểu tượng của gia chủ, hộ tộc thần thú của Nhiếp gia ta chỉ nhận vật, không nhận người. Nếu như ngươi có thể ra lệnh cho hộ tộc thần thú, là có thể mệnh lệnh những lão ngoan cố trong gia tộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối tin tưởng ta như vậy. Trung Niên đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Ta cả đời, duyệt nhân vô số, ngươi là một người cực kỳ kiêu ngạo, Nhiếp gia ta ở nhân tộc mặc dù có địa vị nhất định, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không dùng cái này đến khống chế Nhiếp gia ta. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, hiện tại ta không có lựa chọn. Ta chờ nhiều năm như vậy, tuy cũng có ít người có thể đi tới nơi này, nhưng không tới phiên ta, mà ngươi. Ta như thế nào? Dương Diệp hỏi. Trung Niên trầm giọng nói. Bọn hắn không dám tới tìm ngươi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Trung Niên nhìn Dương Diệp. Trên người ngươi, có đồ vật làm chúng ta sợ hãi. Ta không biết đó là cái gì, nhưng chúng ta bản năng sợ hãi. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nghĩ tới Hồng Mông Tháp, không cần phải nói, những người này sợ chính là nó rồi. Trung Niên nói, những năm gần đây, vô số hồn phách ở chỗ này, đều đang tìm kiếm tộc nhân của mình, sau đó truyền xuống truyền thừa. Trước ta sở dĩ tìm ngươi, cũng là có ý tưởng này, bởi vì ngươi là nhân tộc, nhưng rất nhanh, ta biết truyền thừa của ta, ngươi nhất định là coi thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía giới chỉ trong tay. Một ít bí sự của Nhiếp gia ta, còn có một ít sự tình tộc trưởng mới có tư cách biết, ta đều niêm phong cất vào trong nhẫn, quan trọng nhất là, đã có giới chỉ này, mới có thể mệnh lệnh hộ tộc thần thú của Nhiếp gia ta. Tiểu hữu, có thể thay ta đưa giới chỉ này về Nhiếp gia hay không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, việc xấu nói trước, nếu như ta đi Nhiếp gia bởi vì ta có huyết mạch phu tộc mà muốn giết ta, khi đó ta sẽ không nương tay với Nhiếp gia. Trung Niên cười nói. Yên tâm, người có giới chỉ này, Nhiếp gia gia chủ không dám cũng sẽ không làm như vậy. Với ngươi đương nhiên, nếu như là bao cỏ không có đầu óc, vậy chớ bàn những thứ khác. Bất quá, ta nghĩ, Nhiếp gia sẽ không để cho một bao cỏ làm Nhiếp gia gia chủ. Nếu như quả thật có, vậy dùng giới chỉ này triệu hoán Nhiếp gia thần thú, sau đó phế hắn đi. Nghe vậy, Dương Diệp không có do dự, hắn tiếp nhận giới chỉ, sau đó nói. Nếu như ta quay về nhân tộc, tất đi Nhiếp gia một chuyến. Đa tạ, Trung Niên nói. Hiện tại, tiểu hữu giúp ta một việc cô ói cùng. Tiền bối thật sự muốn làm như vậy. Dương Diệp nói. Trung Niên cười nói. Tâm nguyện của ta đã xong, sống sót như thế này, thực đúng là chịu tội. Dương Diệp trầm mặc một hồi,
sau đó nhẹ gật đầu, thi triển ra kiếm vực. Khi hắn thi triển ra kiếm vực, hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại, rất nhanh, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo, mười hơi sau, trung niên hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, trong chàng cũng khôi phục bình thường, Dương Diệp về tới trên thiên thê. Dương Diệp cúi đầu nhìn giới chỉ trong tay, sau đó thu vào, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này ở trước mặt hắn chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Một nam một nữ kia, vẫn còn đi về phía trước. Tuy thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhưng rất nhanh, hai người sẽ tiếp tục đi về phía trước. Mà tốc độ của Dương Diệp thì càng lúc càng nhanh, bởi vì ở sau trung niên kia, không có ai tới tìm hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới bên cạnh một nam một nữ kia. Lúc này, một nam một nữ kia dừng bước, đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn về phía hai người này, nam mặc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, góc cạnh rõ ràng, rất là anh tuấn. Nữ mặc váy dài màu xanh, dáng người thon thả, nhưng nhìn không tới dung mạo của nàng, bởi vì nàng mang theo một cái mặt nạ màu xanh. Nhân tộc, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này nữ tử cau mày. Huyết mạch vu tộc, thân thể vu tộc. Dương Diệp nhìn đối phương, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này, lại có thể nhìn bí mật trên người hắn. Cực kỳ khủng khiếp a. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi tới. Nàng kia cùng nam tử cũng không nói gì, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, ba người tiếp tục đi đến phần cuối của thiên thê. Ba người cách phần cuối của thiên thê càng ngày càng gần. Cách cuối thiên thê không sai biệt lắm 100 trượng, đột nhiên ba người ngừng lại. Bởi vì trước mặt ba người, xuất hiện một lão giả cùng một bà lão. Ánh mắt lão giả cùng bà lão trực tiếp rơi vào trên người nữ tử cùng nam tử ở bên cạnh Dương Diệp. Nam tử nhìn lão giả có chút thi lễ. Các hạ là ma tôn trọng thiên đại nhân. Lão giả quan sát nam tử một chút, sau đó nói. Hỗn nguyên thể, thiên ma nhất tộc ta nhiều năm như vậy. Rốt cuộc tới một người ra hồn rồi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trực tiếp cùng nam tử biến mất ngay tại chỗ. Bà lão nhìn nữ tử bên cạnh Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thiên linh thể, không có uổng phí Mạc Tiên ta chờ mấy nghìn năm. Ngươi là đệ nhất cường giả linh giới năm đó, thánh nhân linh giới ta Mạc Tiên tử. Nàng kia kinh hô. Bà lão khẽ gật đầu, nàng không có nói gì, tay phải vung lên. Nàng kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật đáng buồn, tiên thánh nhân tộc không nhận ngươi, thánh nhân vu tộc cũng chướng mắt ngươi. Người không ra người, vu không ra vu, thật đáng buồn. Dương Diệp nhìn bà lão. Nhân tộc tiên thánh, vu tộc đại vu. Từ trong miệng bà lão, Dương Diệp biết được, ở địa phương này, hẳn còn giấu hai vị siêu cấp cường giả. Bà lão sắp rời khỏi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vì cái gì? Bà lão dừng bước lại, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy, này không bình thường a. Ngươi xem, thiên phú thực lực của ta không kém, theo đạo lý mà nói, bọn hắn đều nên cướp thu ta làm đồ đệ mới đúng. Cướp thu người làm đồ đệ? Bà lão cười lạnh một tiếng. Tuổi còn nhỏ. Da mặt đã luyện đến loại độ dày này, lợi hại. Dương Diệp. Lúc này bà lão lại nói. Thiên phú của ngươi chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ngươi có thể đi tới nơi này, ý nghĩa tâm tính cùng thực lực nhất định là cực mạnh. Thiên phú thiếu một ít, với chúng ta mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, quan trọng là. Tâm tính cùng thực lực, bằng không thì, mấy lão già chúng ta cũng sẽ không ở thiên thê này đợi lâu như vậy. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Bà lão nói. Ngươi có biết vì sao bọn hắn không muốn để cho ngươi tiếp nhận truyền thừa của bọn hắn không? Dương Diệp lắc đầu. Bà lão nhìn Dương Diệp. Bởi vì ngươi sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Dương Diệp sửng sốt. Lúc này bà lão lại nói. Mệnh tinh của ngươi, đã ảm đạm sắp dập tắt, quên mất, ngươi nhìn không tới mệnh tinh của mình mới phải. Hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại đi. Nói xong. Bà lão trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mệnh tinh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại hỏi. Tiền bối, người biết đây là đồ chơi gì không? Hậu Khanh trầm giọng nói. Người có thể hiểu thành tuổi thọ, mỗi một người, đều có mệnh tinh của mình, nhưng có thể chứng kiến mệnh tinh của mình cùng người khác, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được.
Ngươi, tiểu tử ngươi xem ra không giống như một con ma chết sớm a. Trừ khi có người nào đó, hoặc là đồ vật nào đó hấp thu mệnh tinh của ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc ở hạ giới, hắn gặp được một thánh nhân, vị thánh nhân kia không có nói cho hắn biết chuyện của mệnh tinh, hiển nhiên, khi đó mệnh tinh của hắn không có vấn đề. Nói cách khác, là sau khi hắn đi vào thiên tộc, mệnh tinh mới xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là cường giả thiên tộc đang làm trò quỷ? Cũng không có khả năng, vì thiên tộc thật muốn giết hắn, phương pháp có rất nhiều, thậm chí có thể quang minh chính đại tới giết, mà không cần làm loại mờ ám này. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói. Hồng Mông Tháp không cách nào cảm nhận được sao? Hậu Khanh trầm giọng nói. Cái này là địa phương đáng sợ của đối phương, ngay cả nó cũng không cảm giác được, vậy ý nghĩa, chỉ có hai loại tình huống. Một là lão phụ kia đang hù dọa ngươi, hai là người âm thầm ra tay với ngươi, thực lực đã mạnh mẽ đến một loại trình độ hết sức đáng sợ, ví dụ như, thực lực của đối phương đạt đến thánh nhân. Nhưng nếu như đối phương đạt đến thánh nhân, muốn giết ngươi, hoàn toàn không cần làm trò hề này. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, sau đó lại nói. Bất kể như thế nào, sau lần thiên thê này, ngươi để cho âm hậu nhanh chóng mang ngươi quay về Vu tộc. Sau đó để cho nàng dẫn ngươi đi gặp đại năng Vu tộc ta, bảo đối phương nhìn xem. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, còn có 100 trượng thì đi tới cuối thiên thê. Đi, hay không đi? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như đã đến, vậy đi hết ha. Cứ như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước, lúc này đây. Bước chân hắn hơi nhanh. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện có cái gì không đúng. Bàn chân nặng. Chân của hắn trong lúc bất chi bất giác bắt đầu nặng lên, mà giờ khắc này, hắn cách phần cuối thiên thê, còn không sai biệt lắm 70 trượng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, Dương Diệp sửng sốt. Bởi vì đằng sau, không có một bóng người, kể cả đám người âm hậu ở dưới thiên thê, toàn bộ đều đã không thấy. Quỷ dị. Trầm mặc một lát, Dương Diệp quay người nhìn về phần cuối thiên thê, phần cuối vô cùng bình tĩnh, chẳng có cái gì cả. Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn cách phần cuối thiên thê càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm một khắc sau, Dương Diệp đứng ở phần cuối thiên thê, sau phần cuối là tinh không vô tận. Trừ cái đó ra, chẳng có cái gì cả. Dương Diệp lắc đầu, muốn quay người rời đi, đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên bên tai. Ai, chờ nhiều năm như vậy, lại chờ tới một gia hỏa đại nhân quả quấn thân a. Nói xong, ở trước mặt Dương Diệp trống rỗng xuất hiện một lão giả áo trắng. Lão giả mặc áo bào trắng, tóc tuyết trắng, hai tay thả lỏng phía sau, ở trên trán có một ấn ký kỳ dị. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Tiền bối là. Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Người có biết hay không? Ngươi là vô số năm qua, cái thứ nhất có thể bình yên đi tới chỗ này. Dương Diệp nhíu mày. Rất khó đi tới nơi này. Bằng không thì ngươi cho rằng như thế nào? Lão giả áo trắng hỏi lại. Dương Diệp nói. Ta đi rất nhẹ nhàng, cũng không có cảm giác có khó khăn gì à. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta rất kỳ quái, vì sao thiên thê này không ngăn cản ngươi? Ngăn cản. Dương Diệp nói. Trước kia nó thường xuyên ngăn cản người khác. Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Quái tai quái tai. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đừng trách, ta chưa bao giờ thấy qua người bị nhiều nhân quả vận mệnh dây dưa như vậy. Chủ yếu nhất là, ba loại nhân quả này, một cái khác một cái. Dương Diệp nói. Tiền bối có thể giúp ta xóa những nhân quả này không? Lão giả áo trắng có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu. Làm không được. Dương Diệp lại nói, tiền bối có thể thấy được mệnh tinh của ta không? Ánh mắt lão giả áo trắng chuyển qua đỉnh đầu của Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Giơ tổ ảm đạm sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Sắp dập tắt. Vì sao lại như vậy? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả áo trắng nói. Ngươi trêu chọc đồ vật không sạch sẽ. Dương Diệp. Tại sao đồ chơi kia lại tìm tới ngươi? Lúc này lão giả áo cô trắng đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, lão giả áo trắng nhíu mày,
tay phải hắn vẫy một cái, ngoài thiên thê, trong trời sao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Dương Diệp liếc nhìn bên kia, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả áo trắng, giờ phút này lão giả áo trắng đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay hắn có một vết máu. Bị thương. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Thực lực của lão giả áo trắng này, thấp nhất cũng là thánh nhân A. Mà đồ chơi âm thầm kia, lại có thể tổn thương hắn. Mình lúc nào trêu chọc nhân vật khủng bố như vậy? Trong đầu Dương Diệp đầy dấu chấm hỏi. Một lát sau, lão giả áo trắng nhìn về phía Dương Diệp. Trên người ngươi có phải có đồ vật gì đó hay không? Dương Diệp nói. Có ý tứ gì? Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Thực lực của đối phương, muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng đối phương lựa chọn dùng loại phương thức cướp lấy mệnh tinh chi lực của ngươi, nếu như ta không đoán sai, trên người ngươi có đồ vật gì đó để cho đối phương kiêng kỵ, do đó làm cho đối phương không dám đến gần ngươi. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nghĩ tới Hồng Mông Tháp, có thể làm cho loại đồ chơi có thể làm bị thương thánh nhân kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nói. Tiền bối có thể giúp ta giải quyết nó không? Lão giả áo trắng lắc đầu. Không giải quyết được, bởi vì ta không cách nào ly khai thiên thê. Cái kia vấn đề đến rồi. Tâm Dương Diệp lập tức trầm xuống, đồ chơi kia, trừ khi là có thánh nhân nguyện ý giúp hắn, bằng không thì, e là cho dù âm hậu cũng không cách nào bắt đi đối phương. So với cái này, ta càng tò mò hơn là, vì sao thiên thê không ngăn trở ngươi? Lão giả áo trắng đột nhiên nói. Vô số năm qua, bất kể là thiên tài tộc nào, đều sẽ bị ngăn cản ở cách ta 50 trượng. Nhưng ngươi lại có thể đi tới nơi này. Tiểu tử, có thể giải thích cho ta không? Dương Diệp cười cười. Tiền bối nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đơn giản một chút, nếu tiền bối muốn cho ta truyền thừa, vậy thì cho đi, ta sẽ không cự tuyệt. Nếu như không muốn cho, tiền bối nói rõ, vãn bối cũng không bắt buộc. Lão giả áo trắng lắc đầu. Ngươi ngược lại trực tiếp. Dương Diệp cười cười, cũng không có nói gì, cứ như vậy nhìn lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng cũng không có nói chuyện, hai người trầm mặc. Một lát sau, lão giả áo trắng lắc đầu. Sau ngươi, chỉ sợ không ai có thể đến nơi đây. Cho dù có thể, sợ rằng cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm. Cũng được, là phúc hay họa, thuận theo thiên ý đi. Nói xong, lão giả áo trắng khẽ vẫy tay phải, trong chốc lát. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí lưu màu trắng, thời gian dần trôi qua, những khí lưu màu trắng này hội tụ về phía đỉnh đầu hắn, rất nhanh, một con rắn trắng tinh xuất hiện ở đỉnh đầu của lão giả áo trắng. Bất quá giờ phút này, con rắn kia đang ngủ say. Đây là... Dương Diệp hỏi. Lão giả áo trắng nói. Thiên Long, cùng chân Long nhất tộc nổi danh, Thiên Long. Có làm được cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp. Ngươi đã từng nghe qua một câu, gọi chân Long thiên tử chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lão giả áo trắng nói. Ở nhân giới, nhân quân có được chân Long hộ thể, cho nên hắn là lĩnh tụ nhân tộc, cũng chính là chân Long thiên tử của nhân tộc. Mà ở thiên tộc ta, người có được thiên Long hộ thể, chính là thiên quân. Thiên quân. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo trắng trước mắt, giờ phút này. Hắn đã đoán được thân phận của lão giả áo trắng. Dương Diệp nói. Thiên tộc, đã có thiên quân. Vị thiên quân kia, là hậu nhân của các hạ. Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Thiên tộc giống như nhân tộc, cũng không phải cha truyền con nối, mà là cường giả nắm giữ. Nếu người cầm quyền không mạnh, bộ tộc này kia không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nếu không mạnh, cũng không có biện pháp phục chúng, không phải sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối để ta làm thiên quân của thiên tộc. Lão giả áo trắng nói. Không phải, bởi vì ngươi không thích hợp làm lĩnh tụ. Ta muốn ngươi làm thiên tộc thủ hộ giả, bảo hộ thiên tộc ta vạn vạn năm. Thiên tộc thủ hộ giả. Không thể không nói, Dương Diệp bị lời của lão giả làm khiếp sợ. Thiên tộc, đây cũng không phải một gia tộc, mà là một chủng tộc, hơn nữa còn là một chủng tộc mạnh mẽ. Không chút khách khí mà nói, Dương Diệp hắn ở trước mặt thiên tộc. Thật không có ý nghĩa. Làm thủ hộ giả. Hắn bây giờ không có năng lực kia. Hơn nữa, hắn là một nhân loại, dùng tính cách của thiên tộc, người ta làm sao để cho một nhân loại làm thủ hộ giả. Lão giả như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, lại nói.
có phải cảm thấy thực lực của mình không đủ? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiền bối, đây không chỉ là vấn đề thực lực, tiền bối đừng quên, ta là nhân loại. Nhân loại? Lão giả khẽ nở nụ cười. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói. Đã từng có một chủng tộc rất mạnh, bọn hắn được trời ưu ái, bọn hắn bao trùm trên chúng tộc, ở bọn họ xem ra, ngoại trừ chính bọn hắn, chủng tộc còn lại đều là hèn mọn. Nhưng từng có một nhân loại xê trở thành tộc trưởng của bộ tộc kia. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối nói là thần tộc. Lão giả khẽ gật đầu. Thế giới này, bất kể là tộc nào, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt cường giả. Chỉ cần ngươi mạnh, không cần biết ngươi là chủng tộc gì, hoặc sẽ nhận được tôn kính của người khác, hoặc sẽ bị người khác sợ hãi. Nếu như ngươi quá mạnh, thiên tộc ta sẽ ước gì ngươi ở lại thiên tộc. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối khó hiểu, vì sao ngươi cảm thấy ta có tư cách trở thành thiên tộc thủ hộ giả? Lão giả nói. Chỉ bằng ngươi có thể bình yên đi tới nơi này, ngươi có thể đi tới nơi này, đã chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lại hỏi. Thứ cho ta nói thẳng, vì sao ta phải trở thành thiên tộc thủ hộ giả? Lão giả nở nụ cười, hắn chỉ bên ngoài thiên thê. Bên kia, có một vật đang hấp thu mệnh tinh của ngươi, không lâu sau, ngươi khả năng sẽ bị đối phương làm cho vẫn lạc. Nói đến đây, hắn tay phải khẽ vẫy, đỉnh đầu hắn cái kia màu trắng con rắn lập tức bay đến trước mặt của hắn. Đây là thiên long, là chân long năm đó hấp thụ trên 1 triệu linh mạch lột xác thành thiên long, nếu như nó nhập vào trên người ngươi, vạn tà bất xâm. Thiên long này có thể khắc chế ra hỏa bên ngoài kia. Dương Diệp hỏi. Không thể, nhưng có thể ngăn cản đối phương một đoạn thời gian. Lão giả nói. Có một ít vật, ta cũng nhìn không ra lai lịch của nó, nhưng theo ta suy đoán, đối phương hẳn không phải hậu thiên tạo thành, mà là tiên thiên thần vật. Nói đến đây, hắn quan sát Dương Diệp một chút. Tại sao ngươi lại gây loại thần vật này? Dương Diệp cười khổ, kỳ thật giờ khắc này, hắn đã đoán ra bên ngoài là thứ gì rồi. Tà khí. Tuyệt đối là tà khí lúc trước bị thánh nhân kia trấn áp, lúc trước hắn không có để đồ chơi này ở trong lòng, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương rõ ràng khủng bố như thế, ngay cả thánh nhân cũng có thể tổn thương. Nếu như đối phương trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, thế thì còn tốt, nhưng vấn đề là, đối phương căn bản không vào. Hiển nhiên, đối phương cảm thấy trên người hắn có nguy hiểm. Thiên long này còn có rất nhiều tác dụng. Lúc này lão giả lại nói. Nếu như ngươi có thể cùng nó hoàn mỹ dung hợp, nó có thể để cho ngươi long hóa, có được thiên long chi lực, thiên long chi âm, thiên long chi thân. Nói như thế, nếu như bây giờ ngươi có thể cùng nó hoàn mỹ dung hợp, sau khi long hóa, thánh nhân cũng khó đánh chết ngươi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tiền bối là cường giả thiên tộc, vì sao không giao thiên long cho những thiên tài thiên tộc kia? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả lắc đầu. Không có thiên tài của thiên tộc có thể đi tới nơi này. Dương Diệp trầm mặc, trực giác nói cho hắn biết, tiếp nhận việc này, ngày sau chuyện phiền toái khẳng định không ít. Tuy chuyện phiền toái không ít, nhưng với hắn mà nói, chỗ tốt cũng rất nhiều. Chỗ tốt cùng phiền toái đều có. Cuối cùng, Dương Diệp vẫn gật đầu, phiền toái cái gì, trước không cần phải xen vào, cầm chỗ tốt mới là vương đạo. Nhìn thấy một màn này, Thiên Quân mỉm cười. Hắn nhìn về phía thiên long, trong mắt có một vẻ phức tạp, rất nhanh, hắn cong ngón búng ra, thiên long hóa thành một đạo bạch quang bay vào đỉnh đầu Dương Diệp. Bạch long nhập vào cơ thể, toàn thân Dương Diệp run rẩy, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện một cỗ khí lưu màu trắng. Dung hợp, lão giả áo trắng nói. Long này mới vừa gia nhập thân thể ngươi, ngươi còn không có cùng nó dung hợp, bởi vậy bây giờ ngươi còn không cách nào cùng nó cộng hưởng lực lượng. Cũng không cách nào cùng nó cộng hưởng sinh mệnh. Dung hợp chia làm 3 bộ phận, hòa mình, hóa thần, dung hồn. Mỗi một lần dung hợp, đều để cho thực lực của ngươi được bay vọt về chất. Tóm lại, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía lão giả. Người của thiên tộc biết rõ tiền bối còn sống không? Lão giả áo trắng cười nói. Không rõ ràng lắm, như thế nào, ngươi là muốn đi tìm bọn họ tới cứu ta? Nếu như tiền bối cần, ta có thể thông chi thiên tộc. Dương Diệp nói. Lão giả áo trắng lắc đầu. Bọn hắn không có năng lực kia, cũng sẽ không làm. Có ý tứ gì?
Dương Diệp khó hiểu. Lão giả áo trắng cười nói. Vua nào thần nấy, thiên tộc bây giờ, đã không phải thiên tộc năm đó. Nếu như ta ra ngoài, ngươi để cho thiên quân bây giờ xử lý như thế nào? Trong lòng Dương Diệp hơi có chút thất vọng, lão nhân này cùng thiên quân bây giờ hiển nhiên là không có quan hệ gì. Nói cách khác, thiên quân bên ngoài có lẽ căn bản không mua sổ sách của lão nhân này. Sở dĩ thất vọng, là bởi vì như vậy hắn muốn gặp tiểu thất cùng tử nhi, liền có chút phiền phức rồi. Còn có một vật. Lúc này lão giả áo trắng đột nhiên cong ngón búng ra, một long ấn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thiên quân ấn. Lão giả áo trắng nói. Vật ấy cũng không có tính tác dụng thực chất gì, chỉ là một vật tượng trưng thân phận. Tuy ta chết ở đây, nhưng năm đó một số người đi theo ta còn sống. Long ấn này, ngày sau nói không chừng có thể giúp ngươi cái gì. Dương Diệp không có cự tuyệt, nhận long ấn kia, sau đó nói. Nếu tiền bối không có sự tình gì, vãn bối đi ra trước. Lão giả áo trắng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Dương Diệp nhìn lão giả áo trắng ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi không sai biệt lắm tầm 10 tức, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lão bất tử, dám làm hỏng chuyện của ta, thanh âm dữ tợn, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lão giả áo trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngọn nguồn của thanh âm. Nếu không phải bị giam ở đây, giết ngươi, một tay là được. Cũng không sợ gió lớn gãy đầu lưỡi. Thanh âm kia cười lạnh nói. Nếu không phải năm đó bị hắn trấn áp, đả thương nguyên thần, loại mặt hàng như ngươi, cô nãi nãi ta có thể đánh 10 cái. Lão giả áo trắng khí tức âm trầm, sau đó nói. Ngươi là tiên thiên thần vật, tu luyện ra linh trí, đúng là không dễ. Lão phu nói nhiều một câu, ngươi muốn chọn chủ người này thân có đại nhân quả, đại khí vận, ngươi lựa chọn hắn, sợ là không có kết quả tốt. Nếu hắn không có đại nhân quả, đại khí vận, ta còn không chọn hắn. Thanh âm kia cười lạnh nói. Thôn vệ mệnh tinh chi lực của hắn. Không chỉ để cho ta có thể khôi phục thân thể nhanh chóng, còn có thể để cho thực lực của ta tăng trưởng. Mà bây giờ, đều là lão bất tử ngươi, để cho con rồng kia đi theo hắn, long kia có khả năng tịch tà, nhưng đáng tiếc, bất quá là một con bò sát mà thôi. Qua không được bao lâu, ta sẽ xé xác nó. Vì sao ngươi không trực tiếp nhập vào trên người hắn? Lúc này, lão giả áo trắng đột nhiên hỏi. Thanh âm kia lập tức trầm mặc. Lão giả áo trắng nở nụ cười. Không có nói cái gì, bởi vì người nọ đã ly khai. Trong tràng, lão giả áo trắng đứng tại chỗ, qua hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Vô số năm qua, ngươi không cho người nào tới trước mặt ta, mà hắn lại đến. Vì sao? Trầm mặc hồi lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Khí tức của chủ nhân, ta không dám ngăn. Khí tức của chủ nhân. Nghe vậy, đồng tử của lão giả áo trắng bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này, Dương Diệp đi xuống, bốn phía đã không có người nào. Không có dừng lại ở trên thiên thê, Dương Diệp rơi xuống thiên thê, đi thẳng tới trước mặt Âm Hậu. Lúc này huynh muội Lê Giang cùng Lê Vu đã ở bên cạnh Âm Hậu. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Dương Diệp. Âm Hậu cười nói, như thế nào, thu hoạch không nhỏ chứ? Dương Diệp cười nói, còn tạm. Âm Hậu khẽ gật đầu, sau đó nói. Hiện tại chúng ta phải rời thiên tộc, người thì sao? Là lưu lại, hay theo chúng ta quay về vu tộc? Dương Diệp không có cân nhắc. Ta lưu lại. Tiểu thất không chủ động tới gặp hắn, vậy hắn liền chủ động đi gặp tiểu thất. Âm Hậu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Cẩn thận một chút, ngày sau ly khai thiên tộc, nếu như nhân tộc chứ không nổi ngươi, vậy đến vu tộc. Mặc dù nhân quân ở nhân tộc mánh khóe thông thiên, nhưng chỉ cần ngươi ở vu tộc. Hắn liền không làm gì được ngươi. Đa tạ. Dương Diệp cười nói. Đến lúc đó lăn lộn không nổi, ta liền đi vu tộc. Âm Hậu mỉm cười, không có nói gì nữa, lập tức mang theo đám người Lê Giang biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhìn về phía Lê Vu. Lê Vu nói. Vị tiền bối đại vu kia để cho ta thay hắn mang cho ngươi một câu. Đại vu. Dương Diệp nao nao, lập tức minh bạch. Hẳn chính là vu tộc đại vu mà lão phụ kia nói. Nói cái gì? Dương Diệp có chút tò mò. Lê Vu nói khẽ. Cẩn thận. Cẩn thận. Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Lê Vu khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút.
Cáo từ. Nói xong, Lê Vũ quay người, thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhíu mày. Ngay lúc này, một nữ tử váy trắng lăng không xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy trắng này, chính là lúc trước cùng hắn ở trên sinh tử đài đại chiến. Nữ tử váy trắng quan sát Dương Diệp một chút. Ly khai thiên tộc. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn nữ tử váy trắng. Vì cái gì? Nữ tử váy trắng nói. Có ít người, không phải ngươi có thể với cao, không nên có bất kỳ ý tưởng không thiết thực, bởi vì nó sẽ để cho ngươi mất mạng, rõ ràng chưa? Ý tưởng không thiết thực. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi biết Tiểu Thất. Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói. Nhận thức. Dương Diệp nói. Ta đối với Tiểu Thất không có ý muốn không thiết thực gì, ta chỉ xem nàng như muội muội của mình, khi nàng. Muội muội, nữ tử váy trắng đột nhiên cắt đứt lời của Dương Diệp, châm chọc nói. Ngươi xứng sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, giờ phút này, hắn cách nữ tử ổ váy trắng chỉ không sai biệt lắm một tay. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi cao ngạo nguồn gốc từ cái gì? Là thân thế, hay là thực lực của ngươi? C như thế nào? Nữ tử váy trắng hỏi lại. Dương Diệp cười cười. Không có gì. Chỉ là có chút không quen nhìn mắt chó nhìn người kém mà thôi. Ngựa kỳ muốn chết. Ánh mắt nữ tử váy trắng băng lạnh xuống. Lúc này, Dương Diệp lần nữa bước ra một bước, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử váy trắng kia. Cầu giết. Trong mắt nữ tử váy trắng hiện lên sát ý, sau một khắc, một thanh đoản kiếm trực tiếp đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Nhưng lúc này, Dương Diệp cũng xuất kiếm. Bành. Theo một tiếng nổ vang. Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng kia trực tiếp tách ra, nhưng rất nhanh, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, bất quá thoáng qua, sau lưng nữ tử váy trắng, trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm quang. Rầm rầm. Trong tràng, không gian rung rung. Ba hơi sau, hai người tách ra, cách xa nhau khoảng trăm trượng. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốc độ của ngươi. Nói đến đây, hai mắt nữ tử váy trắng đột nhiên co rụt, thanh âm im bặt. Bởi vì một đạo kiếm quang đã đi tới đỉnh đầu nàng, nữ tử phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức hóa thành một bóng trắng xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Nhưng khi nàng mới xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Giờ phút này, Dương Diệp đã ở sau lưng nàng. Tốc độ. Sau khi học được huyết toa, tốc độ của Dương Diệp đã đạt đến cực hạn của hắn, mà tốc độ của hắn bây giờ... Tuy không thể nói áp chế hoàn toàn nữ tử váy trắng, nhưng sẽ không bị thua thiệt ở trên tốc độ. Một kiếm rơi xuống. Âm. Bóng trắng bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, bóng trắng kia ngừng lại ở trong tinh không. Ngoài trăm trượng, nữ tử váy trắng váy dài bồng bềnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đột nhiên, nàng cầm kiếm dán ở mi tâm, trong miệng không biết mặc niệm cái gì. Thời gian dần trôi qua, chung quanh vô số tinh quang đột nhiên vặn vẹo. Vạn kiếm phá. Trong tràng, đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử, theo thanh âm nữ tử rơi xuống, vô số kiếm khí đột nhiên từ bốn phía bắn ra, chỉ trong nháy mắt, trước mặt Dương Diệp xuất hiện kiếm khí ùn ùn kéo đến. Vô số kiếm khí tựa như mưa to dày đặc bao phủ Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, tâm niệm khẽ động, 10 chuôi khí kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ nháy mắt, 10 thanh khí kiếm điên cuồng xoay tròn, ngay sau đó, đạo đạo kiếm quang xuất hiện. Những kiếm quang này giống như một cái lồng sáng khổng lồ, trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Trong tinh không, kiếm quang cùng kiếm khí va chạm, điều này làm cho toàn bộ tinh không rung động kịch liệt. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, chỉ nháy mắt, kiếm quang kia vỡ ra, kiếm quang một đường xé rách, ven đường những nơi đi qua, kiếm khí bị xé tan thành phấn, trong chớp mắt, đạo kiếm quang này đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Sắc mặt nữ tử váy trắng không thay đổi, nhưng trong lòng thì vô cùng chấn động. Nàng không nghĩ tới, người trước mắt này lại có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ kiếm khí của nàng. Không dám khinh thường, tay phải nàng cầm tinh nhân mãnh liệt đâm một cái. Ngăn cản. Bàn tay như ngọc của nữ tử váy trắng run lên, chỉ nháy mắt, một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới trên thân thể nàng, điều này làm cho cả người nữ tử váy trắng bay ra ngoài. Mà thời điểm nàng bay ra ngoài, lại một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Lúc này nhất kiếm sát na ra chỉ huyết toa,
tốc độ kia cùng lực bạo phát, so với trước đó tăng thêm mấy lần. Một kiếm này, nữ tử váy trắng kia muốn tránh cũng không được. Một hơi sau, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Giờ phút này, Dương Diệp đứng trước mặt nữ tử váy trắng, mà ở mi tâm nữ tử váy trắng, chống đỡ lấy một thanh kiếm. Nữ tử váy trắng thất bại. Kiếm trong tay Dương Diệp đâm tới một chút, sau đó nói. Cao quý, nói cho ta biết, ngươi có cái gì cao quý? Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Tiểu thất ở đâu? Dương Diệp đột nhiên lại nói. Ngươi không thấy được nàng. Nữ tử váy trắng nói. Xùy. Kiếm đâm vào da. Một giọt máu tươi từ mi tâm nữ tử váy trắng tràn ra. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng. Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi. Muốn thử một chút không? Nữ tử váy trắng không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp mỉm cười, muốn ra tay, nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Các hạ muốn chết phải không? Theo thanh âm này rơi xuống, một lão giả tóc trắng xuất hiện ở cách đó không xa. Lão giả này, Dương Diệp cùng đối phương có duyên gặp qua một lần, chính là lúc trước ở trên sinh tử đài thấy qua. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng. Sau này không có việc gì, ít đến trước mặt ta lải nhải. Chuyện của ta cùng với tiểu thất, còn chưa tới phiên ngươi đến trước mặt ta chít chít. Méo mó. Nói xong, Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, lão giả tóc trắng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Như thế nào? Dương Diệp nói. Lão giả tóc trắng nói. Ly khai thiên tộc không chào đón nhân tộc. Ồ! Dương Diệp nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở trong tinh không xa xa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của lão giả tóc trắng vô cùng khó coi. Hắn mướn đuổi theo, nhưng lúc này nữ tử váy trắng kia đột nhiên nói. Được rồi, tùy hắn đi đi. Thân thể lão giả tóc trắng có chút dừng lại, sau đó nói. Tuân lệnh, nữ tử váy trắng nói. Tra được lai lịch của hắn không? Lão giả tóc trắng nói. Tiểu thư, người này, không phải là một người hiền lành, sau này ngàn vạn lần không nên một mình tới tìm hắn. Như thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn về phía lão giả tóc trắng. Tra được cái gì? Lão giả tóc trắng nói. Người này lai lịch chân thực không biết, chỉ biết ở hạ giới, hắn tự hồ bị nhân quân nhân tộc cùng liệp phu nhất tộc đuổi giết, có thể quan hệ tới nhân quân kiếm trong tay hắn còn có huyết mạch trên người. Trừ cái đó ra, hắn cùng với một vị yêu vương của yêu giới tự hồ quen biết, tóm lại, người này không đơn giản. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp biến mất. Tiếp tục tra. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hai mắt nữ tử váy trắng hơi híp lại. Ngươi tốt nhất không có gì tưởng ý với tiểu thất, bằng không thì, cả vu tộc cũng không cứu nổi ngươi. Trong tinh không xa xôi, Dương Diệp ngừng lại, sau đó tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể. Trong hồng mông tháp tầng thứ nhất, Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Lôi Lâm, giờ phút này nàng cùng Lôi Lâm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Thiên Long. Ở trước mặt hai tiểu gia hỏa, đúng là Thiên Long mà lão giả thần bí đưa cho Dương Diệp. Thiên Long bị Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm nhìn chăm chú có chút sợ hãi, phải nói, nó là sợ hồng mông tháp. Nguyên bản, nó chẳng qua là nhập vào sau lưng Dương Diệp, nhưng cuối cùng, nó bị Tiểu Bạch kéo vào trong hồng mông tháp. Sau khi đi vào, nó liền hối hận. Sợ. Rất sợ hãi. Đây là cảm giác thứ nhất sau khi nó đi vào. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Thiên Long, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng sờ lên long giác của Thiên Long. Nàng lại sờ lên đầu của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Nàng, nàng. Lúc này Lôi Lâm phiên dịch nói. Nàng là đang hỏi ngươi, vì cái gì nàng không có sừng? Thiên Long. Ngay lúc này, một cỗ long uy kinh khủng từ trong cơ thể Thiên Long cuồn cuộn quét ra. Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm ở trước mặt Thiên Long bị long uy chấn đến hơn mấy trăm trượng. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn về phía Lôi Lâm, hình như là đang hỏi, nó muốn làm gì? Lôi Lâm yết hầu lăn lăn, sau đó nói. Ta cảm thấy, nó là muốn đánh chúng ta. Nghe vậy, hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch lập tức nắm lại. Mà đúng lúc này, Thiên Long đột nhiên nhìn Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm gầm một tiếng. Ầm, một cỗ long uy quét đến. Nhìn thấy Thiên Long ra tay, Tiểu Bạch lập tức nổi giận. Tiểu Bạch nhìn Thiên Long, rất nhanh, nàng đi tới không trung,
cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp. Trong chốc lát, trên người Thiên Long, vô số linh khí trực tiếp thoát ly thân thể của nó, sau đó hội tụ về phía Tiểu Bạch. Thiên Long hình thành, là do chân long hấp thu vô số linh mạch tiến hóa, mà linh khí. Tiểu Bạch là thiên địa linh chủ, đối với linh vương cùng linh khí, có thiên nhiên khắc chế. Giờ khắc này, Thiên Long lập tức luống cuống. Nó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, sau một khắc, một tiếng rồng ngâm phóng lên trời, ngay sau đó, một cự long bắn mạnh về phía Tiểu Bạch. Ở chân trời, Tiểu Bạch mở to mắt, tiểu trảo khẽ vỗ, rất nhanh, một thanh kiếm xuất hiện ở trong móng vuốt nàng, như cảm thấy chưa đủ, hữu trảo nàng mở ra, lại một thanh kiếm xuất hiện. Nắm hai chuôi kiếm, Tiểu Bạch giơ lên hai cái móng nhỏ, sau đó bổ xuống. Nhưng nàng sao có thể là đối thủ của Thiên Long? Hai đạo kiếm khí còn chưa tới gần Thiên Long, liền bị Long uy tản mát ra đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch mở to mắt, giờ khắc này, nàng cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Tiểu Bạch lưu chuyển. Một bên, Dương Diệp không có ra tay. Tiểu Bạch này, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Ngay lúc này, nơi xa Tiểu Bạch đột nhiên buông lỏng hai thanh kiếm, sau đó hữu chảo nàng nắm lại. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuồn cuộn quét ra, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Thiên Long bị cỗ khí tức này bức về tại chỗ. Dương Diệp. Tiểu tử, mau ngăn cản nàng, đây là khí tức thánh nhân, chớ để cho nàng dùng đến. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Khí tức thánh nhân. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, vội vàng đi tới trước mặt Tiểu Bạch, nhưng sau một khắc, cỗ khí tức kia trực tiếp bức hắn liên tiếp lui về phía. Sau, ở chân trời, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn móng vuốt của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, con mắt nhấp nha nhấp nháy, mình lúc nào biến thành lợi hại như vậy. Chớ khẩn trương. Ngay lúc này, Dương Diệp thận trọng nói. Ngươi chớ khẩn trương, biết không? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lắc cái đầu nhỏ, tỏ vẻ ta không khẩn trương nha. Dương Diệp lại nói. Tâm bình khí hòa, không nên dùng lực lượng đó, bằng không thì có thể sẽ làm bị thương ta đấy. Nghe vậy, Tiểu Bạch giật mình, nàng vội vàng nới lỏng móng vuốt ra. Thấy thế, trong lòng Dương Diệp buông lỏng, sau đó trở lại trước mặt Tiểu Bạch, chân thành nói. Vừa rồi lực lượng kia, không nên tùy tiện sử dụng, hiểu chưa? Thật sự không thể đơn giản sử dụng. Lúc này Hậu Khanh bổ sung một câu. Tiểu Bạch có được thánh nhân gia trì, cũng chính là khí tức thánh nhân kia. Đơn giản mà nói, Tiểu Bạch có thể trực tiếp nháy mắt giết một vị minh cảnh ngũ đoạn, thậm chí ngay cả thính đạo cảnh trong đạo cảnh cũng có thể trọng thương. Bất kể là Dương Diệp lúc này, hay Hậu Khanh, đều không chịu nổi một kích. Tuy không biết rõ ý tứ của Dương Diệp, nhưng Tiểu Bạch vẫn theo thói quen gật đầu, ở trước mặt Dương Diệp, nàng vẫn vô cùng nghe lời. Nhưng lúc này, nàng giống như nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ Thiên Long kia, sau đó tiểu trảo nàng rất nhanh vung múa. Nó khi dễ ta. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Long, giờ phút này Thiên Long cũng đang nhìn bên này, chuẩn xác mà nói là đang nhìn Tiểu Bạch, ở trong mắt nó có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt Thiên Long, Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên tiểu trảo thị uy với Thiên Long nhảy dựng, vội vàng lui về sau hai bước. Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt liếc Thiên Long, nàng còn chưa hết giận à. Dương Diệp vuốt vuốt Tiểu Bạch còn đang tức giận, sau đó nhìn về phía Thiên Long. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta, ta không thích mạnh mẽ cầu người khác, nếu như ngươi không muốn đi theo ta, ngươi có thể tự động rời đi. Không bắt buộc. Loại chuyện tình dung hợp này, cần chính là hai bên tình nguyện, bằng không thì chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thiên Long khẽ lắc đầu. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Trầm mặc một hồi, Thiên Long kia nói. Hắn để cho ta đi theo ngươi. Thanh âm rất nhẹ, là giọng nữ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Long, sau đó nói. Vậy vì sao ra tay với Tiểu Bạch? Thiên Long nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Nàng nguy hiểm. Nguy hiểm. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đại khái hiểu. Thiên Long hình thành, là do chân Long hấp thu vô số linh mạch hình thành. Nhưng Tiểu Bạch là thiên địa linh chủ, đối với loại linh vật này, có thiên nhiên khắc chế. Bởi vậy Thiên Long nhìn thấy Tiểu Bạch, bản năng sẽ ra tay. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi gãi hai má của Dương Diệp, sau đó chỉ Thiên Long,
hiển nhiên là đang hỏi, nó có ý gì. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Nàng nói ngươi rất lợi hại, rất sợ ngươi tổn thương nàng, cho nên nàng liền xuất thủ. Ta rất lợi hại. Tiểu Bạch nghe hiểu lời của Dương Diệp, ánh mắt sáng lên, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Long, nhếch miệng cười cười, tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ, đây ý là, ngươi cũng rất lợi hại. Thiên Long. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía Thiên Long kia. Ngươi đã nguyện ý đi theo ta, chúng ta liền cẩn thận hợp tác. Ta cần làm sao mới có thể hoàn mỹ dung hợp với ngươi? Thiên Long trầm giọng nói. Chủ yếu xem chính ngươi, ta tiến vào thân thể ngươi, đến lúc đó, ngươi cùng ta dung hợp, ta sẽ không phản kháng, nhưng có thể dung hợp bao nhiêu, liền xem năng lực của ngươi. Dương Diệp nói. Sau khi dung hợp với ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thiên Long nói. Phát triển. Phát triển. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Long có chút trầm ngâm, sau đó nói. Ngươi cùng ta dung hợp, có thể đạt được lực lượng của ta, mà ta dung hợp với ngươi, có thể mượn ngươi phát triển. Chúng ta là đôi bên có lợi, ta cùng với hắn cũng giống như vậy. Cái hắn này, dĩ nhiên là chỉ lão giả ở thiên thê kia. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đến, dung hợp đi. Sẽ có chút thống khổ. Thiên Long nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp trợn lên, rất nhanh, toàn bộ khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ. Ở đâu chỉ là thống khổ, quả thực là sống không bằng chết. Loại cảm giác này giống như đầu ngón tay của hắn đột nhiên bị đâm vào một cây kim dài, không, so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Thân thể, tinh thần, thần hồn của hắn, ở thời khắc này đều bị đả kích cường liệt. Thích ứng. Lúc này thanh âm của Thiên Long vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Thích ứng loại thống khổ này, đây là bước thứ nhất, nếu như người không cách nào thích ứng loại thống khổ này, ta sẽ rời đi, bởi vì cưỡng ép dung hợp, người sẽ chết. Thích ứng. Dương Diệp cố kiềm nén lại, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, dáng chống đỡ. Ở bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm cực kỳ lo lắng. Lúc này Hậu Khanh giải thích nói. Bọn hắn đang dung hợp, ân, như vậy hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cực kỳ mạnh. Tiểu chảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng quơ quơ. Hậu Khanh có chút đau đầu, hắn nào biết đâu Tiểu Bạch đang nói cái gì. Tiểu Bạch hỏi ngươi, ngươi không có lừa nàng chứ? Lúc này Lôi Lâm thiện ý giải thích. Hậu Khanh vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có. Ánh mắt Tiểu Bạch đi lòng vòng, rất nhanh, nàng quay đầu nhìn về phía Lôi Lâm lập tức cảm giác có chút không ổn. Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bay về phía mi tâm của Lôi Lâm. Nhưng, bành, nàng trực tiếp đụng Lôi Lâm ngã trên mặt đất, mà chính nàng cũng bị đụng ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch vuốt vuốt trán của mình, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Khanh, cơ tiểu chảo rất nhanh vung múa. Ý kia là, người đang gạt ta. Hậu Khanh yết hầu lăn lăn. Ta. Thời gian từng chút trôi qua, trong Hồng Mông Tháp, nét mặt của Dương Diệp đã dần dần bình tĩnh lại. Loại đau khổ này tuy làm cho người ta thống khổ, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có đáng sợ như vậy. Dù sao hắn đã từng đoán luyện nhục thân, ăn hết không biết bao nhiêu khổ. Cứ như vậy, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, hắn đứng lên, cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình. Một lát sau, thời gian dần trôi qua, bốn phía tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một long chảo hư ảo màu trắng. Long chảo này trực tiếp bao vây tay của hắn. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, thời điểm tay phải hắn chậm rãi nắm chắc, long chảo màu trắng cũng đi theo chậm rãi nắm chắc. Long chảo. Chúc mừng. Lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Ta còn không có cùng nàng triệt để dung hợp. Đây đã là cực hạn của ngươi. Lúc này thanh âm của Thiên Long vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Nhục thể của ta so với thân thể ngươi mạnh mẽ hơn quá nhiều, dung hợp đến trình độ này, đã là cực hạn của ngươi hiện tại, nếu như tiếp tục dung hợp, thân thể cùng thần hồn của ngươi đều không chịu nổi. Khi đó, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía tay của mình, chuẩn xác mà nói là long chảo. Uy lực như thế nào? Thử xem. Thiên Long nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.
Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ, đi ra Hồng Mông Tháp. Hắn cũng không dám ở trong Hồng Mông Tháp thử, hủy diệt không gian trong Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp sẽ nổi dóa. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn tinh không nơi xa mãnh liệt vỗ một trường. Ầm, vùng không gian kia trực tiếp mai một. Trực tiếp mai một. Ở hạ giới, hắn cũng có thể một trường mai một một vùng không gian, nhưng nơi đây không giống trung thiên vũ trụ, không gian ở đây kiên cố hơn trung thiên vũ trụ nhiều lắm. Mà lúc trước hắn chỉ có kích hoạt kiếm vực tăng thêm nhất kiếm sát na, mới có thể xé xé không gian. Nhưng bây giờ, một trường của hắn trực tiếp mai một vùng không gian kia. Hai loại sức mạnh gia trì, loại lực lượng thứ nhất là lực lượng của Thiên Long, loại thứ hai là lực lượng của hắn, khi hai loại lực lượng kết hợp, bộc phát ra uy lực, cũng không đơn thuần là một cộng một đơn giản như vậy. Hắn hiện tại, chỉ bằng vào một chảo này, có thể nháy mắt giết một minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, đang định ly khai, lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên ở trong đầu hắn. Sự tình ngươi có được Thiên Long, tốt nhất không nên để người thiên tộc biết. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói, nếu như bây giờ thực lực của ngươi vô cùng mạnh, cường đại đến cả thiên tộc cũng vì đó kiêng kỵ, ngươi làm thiên tộc thủ hộ giả, đối với mọi người mà nói, tất cả đều vui vẻ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Nhưng vấn đề là, bây giờ ngươi chẳng qua là chân cảnh lục đoạn, thực lực thấp như vậy, hơn nữa là nhân tộc, ngươi cảm thấy, thiên tộc sẽ để cho ngươi làm thủ hộ giả của bọn họ sao? Không, bọn hắn không chỉ không chịu, khả năng còn sẽ ra tay cướp đoạt. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Đây chính là nhân tính, ngươi tốt nhất đừng đi khiêu chiến nhân tính của thiên tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ngay lúc này, Dương Diệp nhíu mày, chỉ nháy mắt, hắn biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn là Lê Giang, giờ phút này Lê Giang chỉ còn một tay, toàn thân tràn đầy vết thương, hơn nữa khí tức vô cùng yếu. Dương Diệp sầm mặt lại. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lê Giang trắng bệch. Thời điểm chúng ta đi qua vô biên hải, đột nhiên có cường giả tập kích chúng ta, Âm Hậu vì cứu chúng ta bị bắt. Ta cùng với Lê Vu Lê Đồng trốn thoát, nhưng phân tán. Âm Hậu bị bắt. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Lúc này Lê Giang lại nói. Từ khi Âm Hậu bị bắt, để cho chúng ta tìm ngươi, sau đó nói cho ngươi biết, lập tức ly khai thiên tộc. Phải lập tức rời đi. Ly khai thiên tộc. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Âm Hậu phát hiện cái gì? Vì sao lại nói như vậy? Sở dĩ Âm Hậu nói như vậy, nhất định là nàng phát hiện cái gì? Mà phát hiện này, hiển nhiên là nhằm vào Dương Diệp hắn. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Lê Giang. Thông chi vu tộc chưa? Lê Giang lắc đầu. Chỉ có Âm Hậu đại nhân có thể vượt giới liên hệ cường giả vu tộc, chúng ta làm không được. Cho nên bây giờ, vu tộc còn không biết. Vô biên hải. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta đi tìm thiên quân. Âm Hậu ở thiên tộc bị cường giả đánh lén, việc này thiên tộc như thế nào cũng phải cho một lời giải thích. Lê Giang nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người đi tới Vân Tiêu Thành. Dương Diệp cùng Lê Giang đi tới Vân Tiêu Điện, nhưng ở trước cửa, hai người đã bị một lão giả cản lại. Lê Giang tiến lên. Vãn bối vu tộc Lê Giang, cầu kiến thiên quân. Lão giả nhìn thoáng qua Lê Giang. Từ nơi nào đến, thì quay về đó đi. Lê Giang biến sắc, sau đó vội vàng nói. Thời điểm ta cùng với Âm Hậu đại nhân đi ngang qua vô biên hải, bị cường giả thần bí đánh lén, hiện tại Âm Hậu đã bị đối phương bắt lấy, ta. Việc này có quan hệ gì tới thiên tộc ta? Lão giả đột nhiên cắt đứt lời của Lê Giang. Lê Giang trầm giọng nói. Chúng ta là ở thiên tộc bị đánh lén, chẳng lẽ thiên tộc không muốn chịu trách nhiệm sao? Lão giả châm chọc nói. Thật buồn cười, mỗi năm đều có vô số tộc thông qua các loại phương thức đi vào thiên giới, sau đó bọn hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, chẳng lẽ đều muốn trách thiên tộc ta sao? Lê Giang còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Chúng ta muốn gặp thiên quân. Gặp thiên quân. Lão giả cười lạnh một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lê Giang cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp đi rồi, lão giả nhíu mày,
rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, nói khẽ. Người này còn không rời đi, vẫn còn ở Vân Tiêu Thành, nhanh tới. Dương huynh, việc này có phải có quan hệ tới thiên tộc hay không? Lê Giang trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Ta không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại xem ra, sự tình có chút phức tạp. Ngươi liên hệ muội muội ngươi cùng Lê Vu, sau đó ba người các ngươi lập tức nghĩ biện pháp quay về Vu tộc. Vậy còn ngươi? Lê Giang vội hỏi. Dương Diệp nói. Ta đi cứu Âm Hậu. Cứu Âm Hậu. Dương Diệp hắn, có cửu báo cửu, có ân báo ân, Âm Hậu đối với Dương Diệp hắn có ân, bây giờ đối phương thân hãm địa phương nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cùng đi với ngươi. Lê Giang nói. Dương Diệp lắc đầu. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tìm được muội muội ngươi cùng Lê Vu, sau đó dẫn bọn hắn quay về Vu tộc, hơn nữa thông chi Vu tộc. Bởi vì chuyện này, khẳng định không đơn giản như vậy. Lê Giang do dự, sau đó nói. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng thế, ân, chớ đi đường cũ, tốt nhất là đi địa phương vắng vẻ. Lê Giang nhẹ gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi ra Vân Tiêu Thành, muốn chạy tới Vô Biên Hải. Âm Hậu ở Vô Biên Hải biến mất, cái này cùng Cổ Nghiệt ở Vô Biên Hải tuyệt đối có quan hệ. Tiểu tử, đa tạ. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì thêm. Tuy hắn cùng Âm Hậu quen biết rất ngắn, nhưng nữ nhân này rất chiếu cố với hắn, có lẽ bởi vì hắn nói hắn là đồ đệ của Hậu Khanh. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là người ta đã giúp hắn rất nhiều. Đàn ông sống trên đời, coi như có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lúc này, Hậu Khanh lại nói, có thể bắt được nàng, ít nhất phải có ba tên cường giả đạo cảnh, mà bây giờ, dùng thực lực của ngươi, đừng nói đạo cảnh. Cho dù là cường giả minh cảnh tứ đoạn cũng khó đánh chết. Cho nên, trước về Vu tộc đi. Dương Diệp nói. Ta muốn thử xem, bằng không thì cứ đi như thế, chính ta cũng xem thường mình. Hậu Khanh không có nói gì. Dương Diệp mới ra Vân Tiêu Thành không bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại. Phát hiện rồi sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người. Người nọ chính là lão giả trước kia ngăn hắn cùng Lê Giang. Dương Diệp quay người. Nếu như ta không đoán sai, người nên biết chuyện của Âm Hậu. Lão giả nhẹ gật đầu. Biết rõ. Có thể nói cho ta biết không? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả cười nói. Đương nhiên có thể, kỳ thật, người có lẽ không biết, lúc này đây, mục tiêu của mọi người không phải Âm Hậu, mà là ngươi. Ta. Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Lão giả cười nói. Nhân quân kiếm, khi ngươi lộ ra nhân quân kiếm, rất nhiều người đều động tâm. Để cho ta đến cùng ngươi hảo hảo nói một chút, những người này, có thiên tộc, có linh tộc, có ma tộc, còn có cường giả của nhân tộc, còn có vu tộc. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười. Những người này, có người thì muốn đoạt kiếm, mà có người ý đồ hơi đơn giản chút, chính là không hy vọng kiếm này quay về trong tay của nhân quân nhân tộc. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Người này đang kéo dài thời gian. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Vừa nói, hắn nhìn về phía lão giả. Vậy vì sao các ngươi muốn ra tay với Âm Hậu? Nàng là một trở ngại. Lão giả nói, nếu như nàng không giữ gìn ngươi, chính mình bình yên rời đi, nàng sẽ không có sự tình. Nhưng đáng tiếc, nàng phát hiện một ít chuyện, không chịu nhanh chóng rời đi, lờ mà muốn tới thông chi ngươi. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể ra tay với nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta đều biết. Nói xong, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Ngươi thật giống như là minh cảnh tam đoạn. Lão giả nhẹ gật đầu. Lão phu biết rõ, Dương Diệp nuôi thiên túng kỳ tài, minh cảnh tam đoạn căn bản không làm gì được ngươi, cho nên ta đã thông chi người trong bóng tối, đối phương tối đa 30 tức có thể tới nơi này. 30 tức. Mặc dù lão phu không cách nào đánh chết ngươi, nhưng ngăn chặn ngươi 30 tức, vẫn dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy thế nào? 30 tức. Dương Diệp cười nhẹ. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi quá để ý mình rồi. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ,
lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu của lão giả. Sau một khắc, bốn phía tay phải Dương Diệp xuất hiện một long chảo. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, giơ tay phải lên vỗ một cái. Theo cái vỗ này, một cỗ lực lượng thần bí đồng thời xuất hiện. Kiếm vực. Theo kiếm vực xuất hiện, lão giả kia cảm giác mình bị một cỗ lực lượng trấn áp, tăng thêm một chưởng kia của Dương Diệp rơi xuống, hai cỗ lực lượng song trọng gia trì, trực tiếp đè thân thể lão giả vặn vẹo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm một chưởng kia, hắn biết, mình đánh giá thấp người trước mắt này. Bản năng cầu sinh làm cho lão giả làm ra phản công tạm thời, một cổ khí thế cường đại điên cuồng từ trong cơ thể lão giả tuôn ra, nhưng lúc này, một chưởng kia của Dương Diệp đã rơi xuống. Ầm, chưởng rơi xuống, trong mấy ngàn trượng không gian, lập tức hóa thành hắc động. Mai một, một chưởng này, trực tiếp tiêu diệt ngàn trượng không gian. Mà lão giả kia, đã hóa thành hư vô. Trong hắc động, Dương Diệp nhìn tay của mình, sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà sau khi Dương Diệp biến mất không sai biệt lắm 10 hơi, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Lúc này, không gian trong sân đã khôi phục bình thường. Hắc y nhân nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Một chân cảnh lục đoạn, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nói xong, hắc y nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vô biên hải. Sau khi Dương Diệp đánh chết lão giả kia, liền thi triển tốc độ đến cực hạn. Lúc này đây Âm Hậu bị bắt, cùng cổ nghiệt vô biên hải kia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì một nữ tử váy trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp sầm mặt lại, đang muốn nói, lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Nàng để cho ta mang cho ngươi một câu, lập tức ly khai. Ly khai. Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc này đây chuyện của Âm Hậu, thiên tộc có những ai tham gia? Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói. Không biết. Dương Diệp trầm giọng nói. Thiên tộc làm như thế, không sợ chọc phu tộc cùng thiên tộc phát sinh mâu thuẫn sao? Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt Dương Diệp. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không biết, lúc này đây, mục tiêu của tất cả mọi người là ngươi. Âm Hậu bị nhằm vào, đó là bởi vì nàng bảo vệ ngươi, nếu như nàng không giữ gìn ngươi, dùng thực lực của nàng, muốn trốn, dù có ba cường giả cấp bậc tương đương nàng cũng bắt không được. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, nhân quân kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn cười nói. Kiếm này thật sự tốt như vậy. Tất cả mọi người muốn tới đoạt. Ngươi biết tác dụng chân chính của kiếm này không? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Lợi ích gì? Nữ tử váy trắng nói. Kiếm này, chính là năm đó vô số đại năng liên thủ chế tạo. Tác dụng của nó, có rất nhiều. Trong đó có một tác dụng, chính là phá giới. Nó có thể vượt 10.000 giới. Thiên tộc chúng ta cùng nhân tộc, có kết giới bình chướng, nhưng nó một kiếm có thể phá vỡ. Đơn giản mà nói, tộc nào có được nó, liền có được quyền chủ động. Nói đến đây, nữ tử váy trắng dừng một chút, sau đó lại nói. Nó còn có một tác dụng, bất quá ta cũng không biết có phải thực hay không. Cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử váy trắng trầm giọng nói. Nghe đồn kiếm này, có thể tụ vạn giới chi lực, trảm tiên phệ thần. Trảm tiên phệ thần. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, sau đó trầm giọng nói. Tuy nó bất phàm, nhưng giống như cũng không có lợi hại như ngươi nói. Đương nhiên, phá kết giới ngược lại là thật. Kiếm này có kiếm linh không? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên hỏi. Có. Dương Diệp nói. Nhưng, nói đến đây, thanh âm Dương Diệp im bặt, bởi vì hắn phát hiện, kiếm này chưa từng có trao đổi với hắn. Nhưng vấn đề càng lớn hơn là, kiếm này giống như có ý thức. Đó là ý thức bản năng của nó. Lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Kiếm này ở trong trận đại chiến năm đó chấn động thế gian, kiếm linh đã trọng thương, lâm vào trong ngủ say. Người bây giờ tiếp xúc được, bất quá là một tia ý thức bản năng. Đây cũng là tại sao nó rơi vào trong tay nhân quân và ngươi. Bằng không thì, thứ cho ta nói thẳng, nhân quân kia còn tốt, thực lực đối phương rất mạnh. Nhưng ngươi, chỉ sợ nó nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Dương Diệp đang muốn nói cái gì, lúc này nữ tử váy trắng lại nói. Nếu như ngươi không ly khai thiên tộc, ngươi nhất định sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng nói.
Cha ta đã biết sự hiện hữu của ngươi, nếu như không phải Tiểu Thất, bây giờ ngươi đã chết. Phụ thân ngươi muốn giết ta? Dương Diệp lại hỏi. Có ý nghĩ này. Nữ tử váy trắng nói. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nhìn về phía nữ tử. Nói cho hắn biết, Dương Diệp ta thù dai, cực kỳ thù dai. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngươi không ly khai thiên tộc, đúng không? Ngay lúc này, sau lưng Dương Diệp, truyền đến thanh âm của nữ tử váy trắng. Dương Diệp dừng bước lại. Giúp ta mang câu nói cho Tiểu Thất, ta không biết vì cái gì nàng không gặp ta, nhưng ta nhất định sẽ quay về tìm nàng. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, nữ tử váy trắng lắc đầu. Tự tìm đường chết, bất quá cũng tốt, sau khi cùng nữ tử váy trắng tách ra, Dương Diệp bay thẳng đến vô biên hải. Lúc này đây, Dương Diệp thật không ngờ, bởi vì thanh kiếm này, hắn sẽ gây ra nhiều phiền toái như vậy. Không chỉ nhân tộc nhân quân, tộc khác cũng đánh chủ ý kiếm này. Bất quá từ chuyện này đến xem, hắn biết, thánh kiếm trong tay hắn không đơn giản. Vừa nghĩ tới bị vô số cường giả đuổi giết, ra đầu Dương Diệp liền tê tê, lúc này, hắn có chút muốn ném thanh kiếm trong tay rồi. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới vô biên hải. Vô biên hải, là hải vực lớn nhất thiên giới, do thiên tộc đại tướng Cổ Nghiệt trấn thủ. Mà lần này mục tiêu của Dương Diệp hắn, chính là Cổ Nghiệt. Đương nhiên, hắn không phải đi ám sát đối phương, lần này mục đích chủ yếu của hắn là cứu người. Vô thanh vô tức, Dương Diệp tiềm vào trong đáy biển. Đáy biển, có khoảng trời riêng. Ở dưới vô biên hải, có một tòa thành, tên là Vô Biên Thành, tòa thành này ở đáy biển Vô Biên Hải, nhưng hơi đặc biệt chính là, tòa thành này cùng nước biển hoàn toàn tách rời, hoặc có lẽ là, nước biển bao vây lấy Vô Biên Thành, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, bởi vậy, Vô Biên Thành này ở dưới đáy biển là độc lập, mà không phải cùng nước biển dung hợp. Dương Diệp lặng lẽ tiến vào trong Vô Biên Thành, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người biến mất ngay tại chỗ. Vô Biên Điện. Vô Biên Điện ở vị trí trung tâm của Vô Biên Thành, cũng là phủ đệ của Cổ Nghiệt. Dương Diệp lặng lẽ đi tới Vô Biên Điện, đang muốn lẻn vào, đột nhiên hắn biến sắc, sau đó vội vàng ngừng lại, chỉ nháy mắt, cả người hắn cùng bóng dâm góc tường hòa thành một thể. Lúc này, một đạo thần thức đột nhiên khẽ quét qua. Trong bóng tối, Dương Diệp không chút sức mẻ. Rất nhanh, đạo thần thức kia biến mất, nhưng Dương Diệp vẫn không có di chuyển. Ước chừng hơn 10 hơi sau, đạo thần thức kia lại xuất hiện. Hai hơi sau, đạo thần thức kia biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Dương Diệp hóa thành một hắc ảnh tiến vào trong Vô Biên Điện. Trong đại điện, không có một bóng người. Dương Diệp không có ngừng lại, lập tức rút lui đi ra, sau đó trở lại trong phủ đệ phía sau Vô Biên Điện. Đây là phủ đệ của Cổ Nghiệt. Trong phủ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn nhìn về phía bên phải. Rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười, chỉ nháy mắt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong một gian phòng sang trọng, một nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, ở quanh người hắn tản ra lục quang nhàn nhạt. Người này, đúng là Cổ Bang ở Vân Tiêu Thành bị Dương Diệp đánh trọng thương. Mà giờ khắc này, Cổ Bang hiển nhiên là đang chữa thương. Hô! Lúc này, Cổ Bang đột nhiên hít sâu một hơi, rất nhanh, một ngụm chọc khí từ trong miệng chậm rãi chảy ra. Hai mắt Cổ Bang mở ra, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Nhân loại đê tiện, chờ, đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn tự nhiên là hận Dương Diệp, lúc trước bị Dương Diệp đánh trọng thương, không hề nghi ngờ, hắn mất hết mặt mũi. Hắn hiện tại, cũng không dám đi Vân Tiêu Thành, bởi vì quá xấu hổ chết người ta rồi. Nói xong, Cổ Bang đứng lên. Thời điểm hắn vừa đứng lên, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Sắc mặt Cổ Bang bỗng nhiên biến đổi, muốn ra tay, nhưng lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Cổ Bang. Thân thể Cổ Bang cương cứng, không dám di chuyển mảy may. Là ngươi. Cổ Bang gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ngoài ý muốn không, kinh hỉ không. Thần sắc của Cổ Bang vô cùng khó coi. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hỏi ngươi chút chuyện, đừng ra vẻ với ta. Bởi vì như vậy sẽ để cho đầu ngươi dọn nhà, rõ ràng chưa? Cổ Bang trầm giọng nói. Ngươi muốn biết cái gì? Âm hậu ở đâu?
Dương Diệp hỏi. Cổ Bang do dự một chút, sau đó nói. Không biết. Xùy. Một lỗ tai của Cổ Bang bay ra ngoài, sắc mặt hắn đại biến, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, sở dĩ không có gọi, là vì một thanh kiếm đã đâm vào mi tâm của hắn nửa tấc. Lại đi vào, mệnh hắn sẽ không còn. Dương Diệp cười nói. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tin tưởng ta, nếu như còn có lần nữa, đầu ngươi nhất định sẽ tách ra. Cổ Bang đã chảy mồ hôi lạnh. Một lát sau, Cổ Bang nói. Hải ngục, nàng bị nhốt ở trong hải ngục. Hải ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi. Cổ Bang trầm giọng nói. Ở sâu trong lòng đất của Vô Biên Thành. Dương Diệp lại nói. Lúc này đây xuất thủ, có những ai? Cổ Bang trầm mặc. Xùy. Một lỗ tai khác của Cổ Bang bay ra ngoài, giờ khắc này, sắc mặt Cổ Bang lập tức trắng bệch, sau đó vội vàng nói. Cha ta, còn có một vị cường giả thần bí của nhân tộc, cùng với một vị kim bào nhân của ma tộc. Hết rồi sao? Dương Diệp nói. Cổ Bang nói. Còn nữa, bất quá những người này không ra tay, những người kia giống như đang tìm ngươi. Phụ thân ngươi không phải cũng đang tìm ta chứ? Dương Diệp cười nói. Cổ Bang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chạy không thoát đâu, lúc này đây, muốn giết ngươi không chỉ là thiên tộc, còn có cường giả các tộc khác. Đúng rồi, cường giả của Vu tộc cũng tới. Mục đích của đối phương, cũng là ngươi. Vu tộc sao? Dương Diệp cười lạnh, sức hấp dẫn của thánh kiếm này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta có hồn bài. Lúc này Cổ Bang đột nhiên nói. Nếu như ngươi giết ta, hồn bài của ta sẽ vỡ vụn. Khi đó cha ta liền phát hiện. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Bang, cười nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không thì ta thiếu chút nữa làm hỏng chuyện. Nói xong, tay trái Dương Diệp đánh vào trên đầu Cổ Bang, Cổ Bang chưa chết, chỉ bất tỉnh mà thôi. Dương Diệp kéo Cổ Bang vào trong Hồng Mông Tháp, giữ lại người này, còn có chút tác dụng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp lặng lẽ đi ra Vô Biên Thành. Sau đó một đường đi xuống dưới, đi tới chỗ sâu trong đáy biển. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một hắc tháp đen nhánh cực lớn. Hải ngục. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có thần thức cường giả quét qua, bất quá ở dưới kiếm vực che giấu, đối phương không có khả năng phát hiện hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua, tháp này chỉ có bốn tầng, bốn phía không biết có lực lượng gì ngăn cản, thần trí của hắn không cách nào thấm vào. Do dự một chút. Thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, không gian tầng thứ tư rất lớn, khoảng chừng hơn nghìn trượng, ở trong đó có từng gian lao lung màu đen, bên trong có gian có người, có thì rỗng tuếch. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không có phát hiện âm hậu. Không có ngừng lại, hắn đi tới tầng thứ ba nhỏ hơn rất nhiều, chừng 500 trượng, giam giữ người cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng so với tầng thứ tư thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn không có phát hiện âm hậu. Dương Diệp tiếp tục xuống, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ ba, chỉ có 200 trượng, trong đó chỉ nhốt mấy người, tất cả đều là cường giả đạo cảnh. Đạo cảnh lại phân làm thính đạo cảnh, chi đạo cảnh, kiến đạo cảnh, thành đạo cảnh. Mà trong này, giam giữ đều là thính đạo cảnh. Ở trong tầng thứ ba, Dương Diệp còn không có phát hiện âm hậu. Dương Diệp tiếp tục xuống, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, chỉ có không đến 100 trượng. Hơn nữa ở tầng thứ tư, lộ ra một cảm giác âm trầm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Chậc chậc, chân cảnh lục đoạn, lại có thể đi vào chỗ này, hả? Đây là kiếm vực, lực lượng của vực, khó trách. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, ở bên phải hắn cách đó không xa, có một lồng giam hắc sắc. Bên trong là một trung niên tóc dài xõa vai, toàn thân trung niên quấn quanh từng khóa sắt màu đen. Trung niên không có hai tay, cũng không có hai chân. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, chỗ đó có một lồng giam đen nhánh, bên trong giam một nữ tử. Nữ tử này, đúng là âm hậu. Bất quá giờ phút này, đầu âm hậu có chút buông xuống, như lâm vào hôn mê. Trừ cái đó ra, ở quanh người nàng. Quấn quanh từng khóa sắt màu đen. Dương Diệp sầm mặt lại, hắn đi tới trước mặt lồng giam, lúc này trung niên kia đột nhiên nói. Lồng giam cùng những khóa sắt kia ngươi không phá được.
Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trung niên kia. Trung niên lại nói, lồng giam cùng xiềng xích này, là thiên tộc cố ý chế tạo ra nhốt cường giả đạo cảnh, kiến đạo cảnh trở xuống, chỉ có thể bị nhốt, huyết dịch cùng huyền khí toàn thân, kể cả thần hồn đều bị giam cầm. Ngươi! Ngay lúc này, cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, chỉ nháy mắt, hắn giơ kiếm chém một phát. Xuy! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của trung niên kia, lồng giam âm hậu trực tiếp bể ra. Nhìn thấy một màn này, trung niên kia trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp không nói nhảm, hắn lần nữa giơ kiếm chém một phát. Xuy 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 xuy. Trên người âm hậu, những xiềng xích kia nhao nhao đứt gãy. Đây là hiên. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nói một câu, bất quá không biết vì sao, nói đến một nửa, hắn im ngay không nói. Dương Diệp không để ý tới trung niên kia, hắn đi tới trước mặt âm hậu, sau đó trực tiếp thu âm hậu vào trong hồng mông tháp. Cứu ta! Ngay lúc này, trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua trung niên. Dựa vào cái gì? Trung niên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Dương Diệp nhìn trung niên hồi lâu, sau đó giơ kiếm chém một phát. Xuy xuy xuy. Lồng giam chung quanh cùng những xiềng xích trên người trung niên lập tức vỡ vụn. Sau khi khôi phục tự do, trung niên hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu rung rung. Đó là hưng phấn. Thời gian dần trôi qua, hai tay trung niên dài ra, không chỉ hai tay, hai chân cũng dài ra. Trung niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ lại giúp ta một việc, chém vỡ hải ngục này được không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hai tay nắm kiếm bổ một phát. Trong chốc lát, cả hải ngục trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Giờ khắc này, người bị nhốt đều được phóng thích, nhưng những người này không có lập tức đào tẩu, mà toàn bộ đi tới trước mặt trung niên, nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng. Chủ thượng. Dương Diệp nhìn về phía trung niên trước mặt, lúc này nam tử cười nói. Tiểu huynh đệ đang tò mò thân phận của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có chút hiếu kỳ. Trung niên cười nói. Tiểu huynh đệ biết cổ nghiệt kia chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết. Hắn là đệ đệ của ta. Trung niên ngữ xuất kinh nhân. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía trung niên, trong mắt mang theo khó hiểu. Nụ cười trên mặt trung niên dần dần trở nên lạnh. Ta vốn là thần tướng cổ hải trấn thủ vô biên hải, cổ nghiệt kia là đệ đệ của ta. Mười mấy năm trước, đột nhiên hắn phát động làm phản, dưới sự tương trợ của người ở bên ngoài, tăng thêm ta vội vàng không kịp chuẩn bị, ta cùng một ít huynh đệ toàn bộ bị hắn bắt lại. Còn ta thì bị hắn chặt hai chân hai tay, phong ấn tu vi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không rõ, vì sao hắn không trực tiếp giết ngươi. Hắn rất muốn. Cổ Hải cười nói. Cổ gia trí bảo Hải Phách, hắn còn chưa tới tay, hắn sẽ không giết ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như các hạ đã thoát khốn, ta liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp muốn rời khỏi. Ngươi tạm thời đi không được. Lúc này trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nói. Trong dữ liệu, ở đỉnh đầu bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người, cầm đầu đúng là cổ nghiệt, mà ở bên cạnh hắn là một lão giả áo xám. Giờ phút này, thần sắc cổ nghiệt vô cùng âm trầm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ hải. Thiên ý trêu người. Cổ hải đột nhiên cười nói. Chính ta cũng không nghĩ tới, cổ hải ta còn có một ngày thoát khốn. Hảo đệ đệ của ta, ca ca ngươi đã thoát khốn, sao ngươi không cao hứng chứ? Ánh mắt cổ nghiệt rơi vào trên người Dương Diệp. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Bất quá không sao, hiện tại giết ngươi cũng không muộn. Nói xong, tay phải hắn cách không chảo về phía Dương Diệp. Không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt, chỉ nháy mắt, thủy lưu ở chung quanh bay thẳng đến hắn. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này, một giọt nước đột nhiên lóe lên, giọt nước này trực tiếp đánh vào trên thủy lưu. Thủy lưu ầm ầm nổ bể ra. Dương Diệp nhìn về phía cổ hải, mới vừa xuất thủ chính là đối phương. Vị tiểu huynh đệ này có ân với ta, ngươi cũng không thể giết. Cổ hải cười cười, sau đó hắn nhìn về phía lão giả áo xám bên cạnh cổ nghiệt. Vũ trưởng lão, lúc trước thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi tương trợ đệ đệ của ta chứ?
Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Cổ Hải, sau đó nói. Bây giờ nói những thứ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Cổ Hải nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Ngay lúc này, Cổ Nguyệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn vừa mới biến mất, nước biển bốn phía đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, những nước biển kia bao phủ đám người Dương Diệp. Khóe miệng Cổ Hải cười lạnh. Không thể chờ đợi được muốn sát nhân diệt khẩu như vậy sao? Nói xong, hai tay của hắn giơ lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy qua hai bên. Rầm rầm. Trong chốc lát, nước biển chung quanh bọn hắn như bị vật gì chặn lại, toàn bộ ngừng ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, một nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cổ Hải. Bành! Cổ Hải bị chấn đến mấy trăm trượng, vừa dừng lại, một thanh trường thương hư ảo đã tới mi tâm của hắn. Thần sắc Cổ Hải bình tĩnh, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó oanh một cái. Ầm! Trong nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện một xoáy nước màu đen nuốt chửng lấy trường thương của Cổ Nguyệt, nhưng lúc này, một dòng nước màu xanh đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi tới trên đỉnh đầu của Cổ Hải. Cách đó không xa, Dương Diệp không có tiếp tục xem Cổ Nguyệt cùng Cổ Hải đại chiến, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng lẽ thối lui. Hiện tại đúng là thời cơ rời đi tốt nhất. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Cổ Nguyệt và Cổ Hải, không có người chú ý Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở trên không. Ầm. Ngay lúc này, một nhân ảnh đột nhiên từ trên không rơi xuống. Bành. Nhân ảnh kia rơi xuống đất, nước biển lập tức run lên kịch liệt. Người trong sân đều nhìn về phía nhân ảnh kia, nhân ảnh này không phải người khác, đúng là Dương Diệp mới rồi thiếu chút nữa chạy trốn. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải của hắn đã rạn nứt ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử đầu trọc. Nam tử ước 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, đôi tay cùng toàn thân tràn đầy cơ bắp, lực lượng cường đại. Mà ngoại trừ nam tử khôi ngô, ở bên cạnh nam tử không xa, còn có một thiếu phụ vô cùng quyến rũ. Vừa rồi ra tay bức Dương Diệp trở về, là nam tử đầu trọc kia. Xác thực cực kỳ khủng khiếp. Lúc này nam tử đầu trọc đột nhiên nói. Có thể đón đỡ một quyền của ta, trong chân cảnh lục đoạn đúng là ít có. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử đầu trọc cùng mỹ phụ. Hai vị đến từ tộc nào? Nam tử đầu trọc lạnh nhạt nói. Ta đến từ yêu tộc, vị này đến từ ma tộc. Chúng ta tới ý rất đơn giản, giao ra kiếm kia, chúng ta có thể thả ngươi đi. Thả ta rời đi. Dương Diệp cười nhẹ. Người trước mắt này coi hắn là kẻ ngu sao? Nếu như Dương Diệp hắn là người không có tiềm lực cùng uy hiếp gì, những người này có lẽ sẽ từ bi, chỉ cần kiếm mà không lấy mạng hắn. Nhưng Dương Diệp hắn là có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn. Mặc dù bây giờ không thể, nhưng sau này nhất định có thể. Cho nên khi hắn giao kiếm, là thời điểm đối phương ra tay giết hắn. Cuồng sư, nói nhảm với hắn làm gì, lúc này, mỹ phụ kia đột nhiên cười nói. Tiểu tử này vô cùng tinh danh, hắn sẽ không mắc mưu của ngươi. Cuồng sư khẽ gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp chính là một quyền. Ầm, hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình muốn nứt toác ra. Không dám khinh thường, Dương Diệp giơ kiếm mãnh liệt bổ một phát. Ầm, một kiếm rơi xuống, Dương Diệp bị oanh bay ra ngoài. Cuồng sư bước ra một bước, muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này. Nơi xa Cổ Hải thân hình khẽ động, chắn ở trước mặt của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Cuồng sư nhíu mày. Như thế nào? Cổ Hải nhìn thoáng qua Cuồng sư, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Có sao không? Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Còn chưa chết. Cổ Hải nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Dùng chân cảnh lục đoạn, cứng rắn chịu một kích toàn lực của chi đạo cảnh, bội phục. Ta năm đó, so với ngươi, kém xa tít tắp a. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn còn quá yếu. Cổ Hải cười nói. Từ từ sẽ đến. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Cuồng sư. Không biết các hạ là thủ hạ của vị yêu vương nào. Cuồng sư lạnh nhạt nói. Như thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta? Cổ Hải cười nói. Vị tiểu huynh đệ này có ân cứu mạng ta, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này, ta thật sự làm không được.
Các hạ cho ta một chút tình mọn, thả tiểu huynh đệ này, như thế nào? Thần sắc của cuồng sư lạnh lẽo, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, đúng lúc này, mỹ phụ kia đột nhiên cười nói. Các hạ cần phải hiểu rõ. Cổ Hải nhìn về phía mỹ phụ kia, mỹ phụ cười tủm tỉm nói. Chuyện tình của các hạ cùng lệnh đệ, chúng ta không muốn tham dự, đây là gia sự của các hạ. Nhưng chúng ta cũng hy vọng các hạ đừng tới lẫn vào chuyện của chúng ta. Nếu như các hạ tham dự, hắc hắc, tuy hai người chúng ta không muốn tham dự chuyện nhà của người khác, nhưng hôm nay khả năng sẽ phá lệ một lần. Nghe vậy, thần sắc của Cổ Hải lập tức trầm xuống. Mỹ phụ kia tiếp tục nói. Các hạ cùng lệnh đệ thực lực không kém bao nhiêu, thậm chí còn cao hơn vài phần, nếu như hai người chúng ta không tham dự, các hạ có hy vọng rất lớn trưởng khống vô biên hải, nhưng nếu hai người bọn ta tham dự, không biết các hạ còn có nắm chắc hay không. Ngươi là đang uy hiếp ta. Cổ Hải lạnh lùng nói. Mỹ phụ cười nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Trong tràng, sắc mặt Cổ Hải âm trầm, mà lúc này, một lão giả phía sau hắn đột nhiên nói. Không nói chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ, là diệt trừ Cổ Nghiệt, đoạt lại quyền khống chế vô biên hải. Nhân loại kia, không đáng giá chúng ta vì hắn đổ máu. Cổ Hải trầm mặc, nhưng hai tay của hắn nắm chắc. Lão giả lại nói, nếu hai người này ra tay, chính là ba vị chi đạo cảnh, tăng thêm các huynh đệ vừa thoát khốn, thân thể còn hư nhược, này với chúng ta mà nói, vô cùng bất lợi, kính xin chủ thượng dùng đại cục làm trọng. Hai mắt Cổ Hải chậm rãi đóng lại. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Cổ Hải. Qua hồi lâu, Cổ Hải đột nhiên mở mắt, hắn cười nói. Làm người nha, sao có thể vong ân phụ nghĩa? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, ta không giúp được quá nhiều, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, quãng đường còn lại, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy. Đến. Nói xong, ở chỗ sâu trong đại dương, một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời, chỉ nháy mắt, ánh sáng trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới trước mặt Cổ Hải. Là một hạt châu. Là hải phách. Một bên, sắc mặt Cổ Nghiệt đại biến. Nhưng lúc này, Cổ Hải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó tay phải vẽ một cái, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiếp đó, hắn nắm Dương Diệp đưa vào vết nứt không gian. Sau một khắc, không gian khôi phục bình thường. Không trung, sắc mặt cuồng sư âm trầm đáng sợ. Đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, Cổ Hải đột nhiên bấm tay điểm vào hải phách, trong chốc lát, hải vực phương viên gần 10 vạn dặm đột nhiên rung động, ngay sau đó, những nước biển này đều hóa thành từng đạo thủy triều bao phủ về phía cuồng sư cùng mỹ phụ. Đáng chết. Trong thủy triều, truyền đến tiếng mắng chửi của cuồng sư. Cách vô biên hải mấy vạn dặm, không gian nơi đó đột nhiên rung động, rất nhanh, một nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua vô biên hải, giờ phút này, nước biển vô biên hải đang sôi trào, giống như bị nấu sôi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, muốn rời khỏi, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng hắn. Vẫn mạnh mẽ như vậy à? Dương Diệp dừng bước, thanh âm có chút quen. Dương Diệp quay đầu, sau lưng hắn là một lão giả hắc bào. Lão giả này, Dương Diệp nhận thức, chính là Cổ Nhai lúc trước cùng hắn từ Trung Thiên Vũ Trụ đi vào Đại Thiên Vũ Trụ. Cổ Nhai, là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Cổ Nhai. Cổ Nhai mỉm cười. Dương Tiểu Hữu đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Tiền bối tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì à? Cổ Nhai nhẹ gật đầu. Tiểu Hữu thứ cho lão phu lắm miệng, Tiểu Hữu thiên túng lì tài, ngày sau nhất định có thể ở Đại Thiên Vũ Trụ xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cho nên, Tiểu Hữu cần gì vì một thanh kiếm, mà tự hủy tương lai? Dương Diệp cười nói. Nguyên lai ngươi là vì kiếm mà đến. Phải. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp. Lão phu biết Tiểu Hữu là một người ngay thẳng, sẽ không vòng vo. Sau lưng lão ca phu, là nhân tộc thập đại động thiên phúc địa Yên Tông. Yên Tông, ở trong nhân tộc thập đại động thiên phúc đại, có thể xếp hạng trước ba. Nếu Tiểu Hữu nguyện ý giao ra thánh kiếm, Yên Tông tông chủ ta nguyện ý thu Tiểu Hữu làm đệ tử thân truyền. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Cổ Nhai lại nói. Tiểu Hữu
đây chính là một đại cơ huyên. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Cổ Nhai. Tiền bối nên biết, ta đắc tội là nhân quân, còn có Liệp Phu nhất tộc, Yên Tông này còn cường đại hơn hai thế lực kia sao? Cổ Nhai trầm giọng nói. Tiểu Hữu, Lão Phu sẽ không nói hư giả. Thánh kiếm kia trên tay ngươi, chỉ sẽ vì ngươi mang đến tai họa vô tận, giao ra, sẽ bớt rất nhiều người tới tìm ngươi phiền toái, khi đó dùng thực lực của Tiểu Hữu, hoàn toàn có thể sống sót. Nếu như ta không giao thì sao? Dương Diệp nói. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp. Ta khuyên Tiểu Hữu tốt nhất đừng làm như vậy. Dương Diệp mỉm cười. Kiếm này, chỉ cần chính nó không ly khai, thì vẫn là của ta. Với tư cách kiếm tu, giao kiếm, không thể nghi ngờ chính là đầu hàng, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không làm. Kiếm tu, kiếm có thể gãy, nhưng không thể cong. Khẽ cong, tuy có thể sống, nhưng không có lưng, không có cốt khí. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lúc trước chủ nhân của Phượng Ngọc Lâm kia, là gì của ngươi? Như thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện hai lão giả. Toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh. Bất quá không phải chi đạo cảnh, mà là thính đạo cảnh. Hai thính đạo cảnh, thêm một cường giả minh cảnh tam đoạn. Cổ Nhai này, lúc này đã là minh cảnh tam đoạn. Tu vi coi như là đột nhiên tăng mạnh. Cổ Nhai lui về phía sau một bước, sau đó nhìn lão giả tay cầm long đầu quải trượng nói. Mạc trưởng lão, ngươi tới xử lý đi. Mạc trưởng lão kia khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại tựa như phong bạo từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, sau đó nghiền ép về phía Dương Diệp. Lấy thế ép người. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trong cơ thể, huyền khí điên cuồng khởi động. Một hơi sau, Dương Diệp đột nhiên trợn mắt, chỉ nháy mắt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. O-O-O-N-G. Theo Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm quang lóe lên. Tuy hiện tại Dương Diệp mới chân cảnh lục đoạn, nhưng một kiếm này của hắn, tốc độ đã để Mạc trưởng lão đạt tới đạo cảnh trở nên động dung. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, chỉ nháy mắt, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần nghìn trượng, lúc này Dương Diệp mới dừng lại. Dương Diệp nhìn tay của mình, giờ phút này, tay của hắn đã rạn nứt, tia máu tươi không ngừng tràn ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Cường giả đạo cảnh. Dương Diệp biết, mình cùng cường giả đạo cảnh chênh lệch không nhỏ, phải nói rất lớn, nếu như không dựa vào ngoại vật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản khó có thể chống lại cường giả loại này. Mà bây giờ, cho dù có ngoại vật, hắn cũng khó có thể đối kháng loại cường giả cấp bậc này. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mạc trưởng lão kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Xác thực cực kỳ khủng khiếp, nếu như ngươi không đắc tội nhân quân cùng Liệp Phu nhất tộc, ta nhất định phải thuyết phục tông chủ thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Đáng tiếc, ngươi trêu chọc thị phi quá lớn, cho dù là Yên Tông ta, cũng không dám tùy tiện dính vào. Nói xong, kia bước ra một bước, sau đó đối với Dương Diệp cách không đưa tay ra, tay phải hắn có chút xoay chuyển. Trong chốc lát, không gian xung quanh Dương Diệp vặn vẹo. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Dương Diệp, bị cỗ lực lượng kia bao phủ, Dương Diệp cảm giác thân thể của mình muốn bị xé rách. Cảm giác xé rách, không dám giữ lại, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, cỗ lực lượng kia lập tức giảm bớt rất nhiều, cùng lúc đó, tầm 10 chuôi khí kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía Mạc trưởng lão, chỉ nháy mắt, kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ Mạc trưởng lão kia. Xuy xuy xuy, trong kiếm vực, vô số kiếm quang không ngừng răng khắp nơi, nhưng những kiếm quang này toàn bộ không thể tiếp xúc tới Mạc trưởng lão. Ở quanh người Mạc trưởng lão, không gian mơ hồ vặn vẹo, chính là những vặn vẹo này, làm cho kiếm quang của Dương Diệp căn bản không có cách gần thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Kiếm khí thật bén nhọn. Thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Tiểu Bạch không biết, Cổ Nhai cùng lão giả kia càng không biết. Cứ như vậy, một thính đạo cảnh cùng một cường giả minh cảnh tam đoạn bị Tiểu Bạch ép không ngừng lui về sau. Bọn họ không biết, nhưng Dương Diệp biết. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch,
đừng giết người. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Người vẫn còn con nít, không thể giết người lung tung, hiểu không? Ở trước mặt Mạc trưởng lão, kiếm quang nổ bể ra, mà bản thân hắn thì lui về sau trọn vẹn gần trăm trượng. Một kiếm bức lui Mạc trưởng lão, Dương Diệp thừa thắng xông lên, cả người hóa thành kiếm quang xuất hiện ở trước mặt đối phương, sau đó hai tay nâng kiếm mãnh liệt bổ một phát. Ngay lúc này, Mạc trưởng lão trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm trượng, chỉ nháy mắt, hắn mãnh liệt đánh về phía Dương Diệp một trường. Một trường ấn dài đến mười mấy trượng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh Dương Diệp rách nát ra. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, bất quá kiếm của hắn cũng không dừng lại, vẫn mạnh mẽ bổ xuống. Chém xuống một kiếm, trường ấn hư ảo bị một phân thành hai. Nhưng cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, bay mấy ngàn trượng mới dừng lại. Tuy bị đẩy lui, nhưng Dương Diệp vẫn dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Lợi hại, thật lợi hại. Lúc này Mạc trưởng lão kia đột nhiên nói. Tất cả thiên tài của Yên Tông ta, cũng không bằng Dương Diệp ngươi. Dương Diệp cười cười. Yên Tông, rất tốt, hôm khác ta sẽ đi Yên Tông các ngươi dạo một vòng. Muốn báo thù sao? Mạc trưởng lão lạnh nhạt nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả khác cùng cổ nhai. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đồng loạt ra tay. Nói xong, cô nhai còn có một lão giả khác liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Lấy nhiều khi ít sao, ta cũng có giúp đỡ. Đi ra. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ chui ra. Đúng là Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch, ba người Mạc trưởng lão nhất thời ngừng lại, trong mắt ba người mang theo một tia hiếu kỳ. Đối với Dương Diệp gọi trợ giúp hiếu kỳ. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Đánh bọn họ. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu chảo huy vũ, ý kia là, thật có thể chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lần này có thể. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người Mạc trưởng lão. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong móng vuốt, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm khí phá không bắn ra. Mạc trưởng lão vung tay lên. Đạo kiếm khí kia biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Dương Diệp đen mặt lại. Đừng sử dụng kiếm, dùng quả đấm, không đúng, dùng móng vuốt, dùng sức, bởi vì bọn họ muốn giết ta, người đánh không chết bọn hắn sẽ đánh chết ta. Đủ rồi. Ngay lúc này, xa xa Mạc trưởng lão kia đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Ngươi! Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trăm trượng. Tiểu Bạch nhìn Mạc trưởng lão kia, hai tiểu chảo chăm chú nắm lại, một bộ ta rất tức giận. Mạc trưởng lão không có nói chuyện, tay phải vung lên, một đạo kình khí bay thẳng đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, thân thể run run, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng tản ra. Khi nhìn thấy cỗ khí tức này, ba người Mạc trưởng lão ngây dại. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa trước mắt này khí tức lại có thể khủng bố như thế. Ngay lúc này, thân thể Tiểu Bạch đột nhiên xoay tròn, sau đó một nắm tay nhỏ oanh ra. A, một màn quỷ dị xuất hiện. Thời điểm nắm tay nhỏ đánh ra, không gian trong phương viên mấy vạn dặm trực tiếp rạn nứt. Mà Mạc trưởng lão đứng mũi chịu sào kia, cả người té bay ra ngoài. Ngoài vạn trượng, Mạc trưởng lão vừa dừng lại, trong miệng không ngừng phun mấy ngụm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Thánh nhân phù hộ. Nói xong. Thân thể Mạc trưởng lão nổ bể ra, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên, cổ nhai cùng một lão giả khác ngây ra như phỗng. Xa xa, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn móng vuốt của mình, sau đó lại nhìn Mạc trưởng lão đã hóa thành hư vô, con mắt nhấp nhá nhấp nháy, mình lợi hại như vậy. Lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ nhai cùng một lão giả khác, tiếp đó, hữu chảo nàng nắm lại. Nhìn thấy một màn này, cổ nhai cùng lão giả khác sắc mặt đại biến. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Tiểu Bạch không có ra chảo, mà ngồi ở trên kiếm chậm rãi bay về phía hai người kia, nàng đây là học Dương Diệp, đang tạo thế. Nhìn thấy Tiểu Bạch ngự kiếm đi đến, cổ nhai yết hầu lăn lăn, sau đó cùng lão giả bên cạnh không ngừng lùi lại. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dương tiểu chảo, cổ nhai cùng lão giả trực tiếp thối lui đến hơn ngàn trượng. Kỳ thật,
thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Tiểu Bạch không biết, Cổ Nhai cùng lão giả kia càng không biết. Cứ như vậy, một thính đạo cảnh cùng một cường giả minh cảnh tam đoạn bị Tiểu Bạch ép không ngừng lui về sau. Bọn họ không biết, nhưng Dương Diệp biết. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, đừng giết người. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Người vẫn còn con nít, không thể giết người lung tung, hiểu không? Tiểu Bạch mở to mắt, tỏ vẻ không quá minh bạch. Dương Diệp lại nói. Trời cao có đức hiếu sinh, người vừa rồi kia có thể giết, bởi vì hắn muốn giết ta, nhưng bây giờ. Nói đến đây, hắn chỉ Cổ Nhai cùng lão giả kia. Bọn hắn không có ra tay với ta, cho nên ngươi có thể không cần giết bọn hắn, hiểu chưa? Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Nhai cùng lão giả, thấy Tiểu Bạch nhìn tới, sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không phải là tâm tính của bọn hắn không được, mà là vừa rồi Tiểu Bạch bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Nháy mắt giết một vị cường giả đạo cảnh. Đây là nghịch thiên A. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cổ Nhai. Cổ Nhai, các ngươi trở về nói cho tông chủ của ngươi biết, hôm khác Dương Diệp ta nhất định đến nhà bái phỏng, chờ ta. Cổ Nhai nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch lập tức giơ tiểu chảo lên, nhìn thấy một màn này, Cổ Nhai cùng lão giả lập tức nheo mắt, toàn thân đề phòng. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Không nên giết người, ngươi là linh vật. Tạo nhiều sát nghiệt, không có lợi với ngươi, cho nên không nên giết nhiều người, biết không? Con ngươi của Tiểu Bạch nhấp nha nhấp nháy, tiểu trảo nàng nhẹ nhàng đặt lên trên trán Dương Diệp, tỏ vẻ ngươi không có vấn đề chứ. Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch, mà quay đầu nhìn về phía Cổ Nhai, cả giận nói. Còn chưa cút. Cổ Nhai nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Sau này còn gặp lại. Nói xong. Hắn cùng lão giả bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng Dương Diệp cũng thở dài một hơi, vừa rồi lão giả kia cũng là cường giả đạo cảnh A. Nếu như đối phương ra tay, tình cảnh của hắn sẽ rất xấu. Sau khi hai người Cổ Nhai rời đi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ôm Tiểu Bạch ly khai, đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Bởi vì không gian ở trước mặt hắn không xa đột nhiên rung động, rất nhanh. Một giọng nói từ trong đó truyền ra. Thánh nhân phù hộ, chậc chậc, thật sự là tiểu gia hỏa được trời ưu ái. Theo thanh âm rơi xuống, xa xa xuất hiện một trung niên. Trung niên này, khí tức còn cường đại hơn Mạc trưởng lão trước đó. Vô cùng cường đại, ít nhất là chi đạo cảnh giống như âm hậu. Âm hồn bất tán, sắc mặt Dương Diệp vô cùng âm trầm. Ánh mắt trung niên đã rơi vào trên người Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp. Thiên địa linh chủ, khó trách có thể đạt được khí tức của thánh nhân cùng thánh nhân phù hộ. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể để cho một vị linh chủ cam nguyện đi theo, thật khiến người ngoài ý muốn. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch. Đi vào trong đi. Tiểu Bạch quay đầu chỉ trung niên, sau đó chỉ mình. Ý tứ rất rõ ràng, ta tới. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Ta tới là được, nghe lời, nghe lời. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng trung niên kia. Lúc này, trung niên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Nếu như chư vị đã đến, sao không đi ra? Đi ra thì đi ra. Lúc này, một thanh âm hào sảng vang lên, rất nhanh, một đại hán hình thể khôi ngô xuất hiện ở bên trái Dương Diệp. Đại hán mặt râu quai nón, chỉ có một cánh tay. Cùng lúc đó, ở bên phải Dương Diệp, chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện một trung niên mặc trường bào màu xanh, nam tử không chỉ quần áo màu xanh, ngay cả tóc cũng màu xanh, trừ cái đó ra, hai mắt nam tử cũng là màu xanh biết quỷ dị. Nhân tộc một trong tứ hiền tạ tiên, một trong 10 đại nguyên soái man tộc nhân bá, linh tộc trưởng lão. Chậc chậc, tới đều là nhân vật có mặt mũi của đại thiên vũ trụ A. Lúc này. Một tiếng cười duyên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một mỹ phụ cùng trung niên. Mỹ phụ cùng trung niên này, Dương Diệp nhận thức, đúng là yêu tộc cuồng sư cùng nữ tử ma tộc ban đầu ở vô biên hải muốn giết hắn. Đối diện Dương Diệp, Tạ Tiên cười cười, sau đó nói.
nhân tộc, ma tộc, man tộc, linh tộc, yêu tộc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Các hạ là tộc nào? Chỗ đó trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên không gian khẽ run lên, chỉ nháy mắt, một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả rất già nua, xanh xao vàng vọt, thân thể nhỏ gầy, giống như là hồi lâu không có ăn uống gì. Lão giả nhìn thoáng qua Tạ Tiên, sau đó nói. Một chủng tộc không có danh khí gì, không đáng giá nhắc tới. Tạ Tiên nhìn thoáng qua lão giả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vị bằng hữu thiên tộc kia, người không ra sao? Ba hơi sau, một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện. Tạ Tiên cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại hẳn đã không còn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, những người bốn phía này, toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh, hơn nữa còn là chi đạo cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.